Chương 691, phổ thông hình thức, nghiêm túc đối đãi. Đường ký tiệm đang dược sinh ý nóng nảy, cũng làm cho đường gia giật nảy cả mình. Những cái kia cũng không coi trọng đường nhân, cho rằng là đang nấu tiền gia tộc dòng chính cùng cao tầng, nhau nhau bị đánh mặt. Đường gia lão gia tự biết được sau cười đến không ngậm miệng được. Công nhi thời gian ngắn đêm đang dược thị trường mở ra, còn theo chủ doanh đang dược tôn gia cướp đi không dùng một phần nhỏ hộ. Đây là hắn không nghĩ tới sự việc, đương nhiên cũng rất tò mò, ba loại đang dược đến từ đâu? Gia Gia, đường nhân nói, cái này ba loại đang dược là tôn nhi du lịch thiên hạ, ngẫu nhiên gặp được một tên đan đạo đại sư tặng cho. a à, đường lão gia tự ứng một tiếng, hắn tự nhiên biết, đây bất quá là lý do thoái thác, cũng không tính đem chân tướng nói toạt ra. Nhưng, đường lão gia tử đè ép thanh âm nói, đây là chính ngươi buôn bán cơ mật, nhất định muốn bảo vệ tốt, miễn cho bị người có quyết tâm cướp đi. Hai ba dòng chính đều có mỗi người sinh ý, chỉ cần có thể cho gia tộc mang đến lợi ích, hắn sẽ không đi hỏi đến. Nói một cách khác, Đường Nhân đã thu hoạch được ba loại đan dược, đó là bản sự của hắn. Về sau có thế phát triển tới trình độ nào cùng cao độ, còn phải xem tự thân kinh doanh năng lực. Gia Gia là đang nhắc nhở ta muốn phòng bị đồng tộc, vẫn là muốn phòng bị thương trường đối thủ. Rời đi thư phòng về sau, Đường Nhân Thủy Trung đang tự hỏi lão gia Tử Câu nói kia. Vạn cổ tông lê lạc thu thông lệ đến báo, nửa tháng nay đường ký đang dược điện đã dần dần mở ra thị trường, đang dược tiêu thụ dị thường nóng nảy, đúng không? Quân thường tiếu cười cười, hắn cũng không kỳ quái, bởi vì ba loại đang dược khả năng võ giả mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, đừng nói đường gia, coi như giao cho ngã gia bán, vẫn như cũ có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát, chính là đường ký tiệm đang dược sinh ý nóng nảy, lượng tiêu thụ cũng tăng vọt, quân tông chủ một phải chờ đợi lấy tiền, hai phải thêm gấp chuẩn bị nguồn cung cấp những thứ này còn được bản thân đến luyện, thật là có hơi phiền toái. Nếu có có thể đem đang dược các giao cho đệ tử đến luyện đang công năng, vậy liền rất hoàn mỹ. Quân thường tiếu nỉ non nói, hệ thống im lặng nói, cái này cũng muốn đệ tử đến, ký chủ dứt khoát đem tông chủ nhường ra đi, chính mình du sơn ngoạn thủy tính toán, ngươi cho rằng ta không muốn sao, quân thường tiếu ở trong lòng gầm thét lên, nhưng này gây rối linh hồn bom mỗi thời mỗi khắc đều tại giảm bớt, sau đó, mạng hắn dược đường thành viên nhiều loại thực luyện chế tụ khí đang dược tài, mà lại không coi trọng linh khí trình độ, có thể mau chóng luyện chế ra đến thì luyện chế ra tới, giúp lòng bồi dưỡng dược tài, có thể luyện chế ra 15 lần đang dược, nếu như rút ngắn luyện chế chu kỳ, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt, chỉ muốn đạt tới 10 lần mức độ, nhất định có thể nhanh cũng nhanh, quân thường tiếu lại thông báo ngã gia, để bọn hắn trù bị càng nhiều có sẵn dược tài, con hàng này cũng là tặc hư, đạt tới 15 lần tụ khí đang lưu lại cho các đệ tử, phổ thông dược tài luyện chế 10 lần tụ khí đang giữ lấy bán. Ai, tại vạn cổ tông vẹn vẹn chỉ có vừa nhập môn đệ tử mới có thể đi phục dụng sơ phẩm tụ khí đang, lại tại trung tôn châu bên trong bị cướp bể đầu, cái này thật là có điểm buồn cười. Ngày thứ hai, làm xong thể dục buổi sáng về sau, quân thường tiếu đứng tại sinh tử bí cảnh cửa vào trước, hô, gió mắt ăn rồi, thổi ra cái kia hơi có vẻ tán loạn tóc đen, hiển lộ ra một trương anh tuấn uy vũ bất phàm khuôn mặt, bên cạnh, nhất hắc nhị hắc cầm quạt lớn ra sức huy động, sinh tử bí cảnh 3 tháng thời gian CD đã thời gian chờ, quân tông chủ ngày hôm nay muốn dẫn đệ tử sông phổ thông độ khó khăn. Đạp. Đạp, trăm tên đệ tử nhanh chân mà đến, các tay lập sau lưng tông chủ, Lục Thiên Thiên, Lý Thanh Dương, Tiêu tội kỹ và dạ tinh thần chờ nội môn đệ tử toàn bộ trình diện, hậu sơn tràn ngập khí tức hơi có vẻ nghiêm nghị đơn giản hình thức có bên trong lục phẩm linh thú xuất hiện, quân thường tiếu lần này xông phổ thông hình thức phải nghiêm túc đối đãi cùng tầng thứ thậm chí cao hơn một chút tông môn thế lực đã không cách nào uy hiếp vạn cổ tông, bọn họ chỉ có đi hệ thống đổi mới ra bí cảnh tìm kích thích, ai, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng, xuất phát. Quân thường tiếu cất cao giọng nói, xoát, 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 chúng đệ tử có thứ tự không lộn xộn dung nhập sinh tử bí cảnh. Tiến vào hư vô mờ mịt hoàn cảnh về sau, quân thường tiếu không chút do dự lựa chọn phổ thông hình thức. Ông, mọi người trong nháy mắt dung nhập âm u quỷ dị bóng tối, cục cục, kỳ tiếng quái khiếu vang lên, từng đạo từng đạo đỏ thẩm ánh sáng lấp lóe, phản phất ẩn núp trong bóng đêm một loại nào đó hung thú con mắt, chuẩn bị chiến đấu. Quân thường tiếu nói, khen, khen, chúng đệ tử nhau nhau tế ra binh khí, những thứ này nội môn đệ tử, phân phối vũ khí không phải thật sự dương kiếm cũng là xuyên vân đao, toàn bộ nhờ làm tông môn nhiệm vụ đổi lấy, phốt, phốt, nhưng vào lúc này, trong bóng tối loại kia đỏ thẩm ánh sáng động, tại sắp tiếp cận sau đó mới lấy thấy rõ, đó là từng đầu toàn thân đỏ thẩm con dơi, đây là trung nhất phẩm hung thú, huyết dơi. Lý Thanh Dương nói, hưu, vừa dứt lời, một giải lụa vô song kiếm khí theo bên tai bay qua, còn giống như pháo hoa giữa không trung nở rộ, hóa thành từng đạo từng đạo nhỏ bé kiếm mang, phốt, phốt, mấy trăm đầu huyết dơi bị toàn bộ mạt sát. Ách, tô tiểu mạc nhìn về phía chu hồng, ánh mắt nổi lên khó có thể tin đến. Một kiếm chém ra, lại giữa không trung hóa thành từng đạo từng đạo kiếm mang. Như thế chiêu thức hắn cùng đồng môn còn là lần đầu tiên gặp. Quân thường tiếu thầm nghĩ, đệ tử này lại mạnh, oanh, oanh. Nhưng vào lúc này, đứng ở phía trước giả dạ tinh thần, song quyền hội tụ linh năng, lần lượt bỗng dưng huy quyền, chấn động đến những bay đó đến con dơi tại chỗ hóa thành huyết vụ chúng ta giả đế đại nhân gần nhất tâm tình không tốt lắm càng tại địa ngục hình thức bị thánh hoài nghi nhân sinh lần này lần nữa tiến đến có thể nói bật hết hỏa lực nhưng càng nhiều máu hơn con dơi từ trong bóng tối lao ra tựa như vô cùng vô tận dết giết tô tiểu mạc cùng lý phi bọn người cầm kiếm mà lên trong khoảnh khắc vạn cổ tông đệ tử dễ dàng cho bọn này huyết dơi chém dết quân thường tiếu cũng nghĩ ra tay nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống dù sao chỉ là có thể so với nhất phẩm vũ sư hung cho các đệ tử đã đủ. Sau 10 phút, gần vạn con huyết dơi bị diệt mất, thứ này cũng ngang với vạn danh có thể so với vũ sư võ giả, bị vạn cổ tông trăm tên đệ tử tại thời gian cực ngắn bên trong toàn diệt. Nếu như không phải hung thú biết bay, diệt đi tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn, trống, đột nhiên, trong bóng tối truyền đến nộ hống. Chỉ thấy một cái sao ma lĩnh hắc ưng thể trạng còn đại biên bức chậm chậm bay ra ngoài. Hệ thống nói, bên trong thất phẩm huyết dơi vương quân thường tiếu có chút ngoài ý muốn, đơn giản hình thức xuất hiện có thể so với lục phẩm vũ hoàng địa linh hùng thú vương, phổ thông hình thức ải thứ nhất xuất hiện có thể so với thất phẩm vũ hoàng huyết dơi vương, chính là nhất phẩm đề bạc giống như cũng không khó, trống, lại có một đầu huyết dơi vương bay ra ngoài, nguyên lai phổ thông độ khó khăn ải thứ nhất, tồn tại hai cái có thể so với thất phẩm vũ hoàng linh thú, phiền phức, Lý Thanh Dương trao mày tuy nhiên huyết dơi vương chính là so đơn giản hình thức phía dưới địa linh hùng thú vương cao nhất phẩm nhưng là hiếm thấy phi cầm loại lục thiên thiên cũng ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng vô ý thức nắm chặt hàng mang kiếm ngược lại dạ tinh thần có thế giữ vững tỉnh táo dù sao tại địa ngục hình thức bị có thể so với vũ đế thánh qua trung cửu phẩm linh thú lại được cho cái gì bên trái đầu kia giao cho các ngươi quân thường tiếu khóa chặt ở bên phải đầu kia huyết dơi vương nói nó từ bổn tọa giải quyết đúng chúng đệ tử nhao nhao dẫm lên túng vân bộ tiến lên nhao nhao khuếch tán đến nhất định vị trí đem bên trái cái kia huyết dơi vương vây quanh xoát xoát tiêu tội kỹ cùng dương ngọc hoa đem huyền thiết thuẫn tế ra cái trước người trùng tên cơ cùng phó tên cơ vào chỗ về sau dạ tinh thần cùng chu hồng chờ chủ yếu dê nếu như một đối một vạn cổ tông đệ tử khẳng định sẽ bị huyết dơi vương ngược chết đi sống lại nhưng trăm người tổ đoàn chưa hẳn không có thế cùng đánh một trận ngoại giới các đại tông môn đệ tử còn tại vì liên thủ đánh giết một đầu thấp nhất phẩm linh thú vui mừng mà hô nhảy cẩn, sinh tử bí cảnh, vạn cổ tông đệ tử đã bắt đầu khiêu chiến bên trong thất phẩm phi cầm loại linh thú. Đây chính là giữa người với người trên lệch, chương 692, đồng môn đồng tâm, có thể chém vàng. Có thể so với thất phẩm vũ hoàng huyết dơi vương, thực lực khẳng định so địa linh hùng thú vương mạnh rất nhiều, cho nên đối vạn cổ tông đệ tử tới nói lại là một trận thảo nghiệm, bọn họ cũng không e ngại ánh mắt dần dần dâng lên mãnh liệt chiến ý. Tại tông môn tu vi lâu như vậy, mặc dù có nhiệm vụ có thể làm, nhưng Thủy Chung không có chân chính buông tay ra, dù là khiêu chiến bách hợp thánh tông cũng là như thế. Bây giờ chiến cao đẳng linh thú, phải nhiệt huyết dân trào, đàn ông tu luyện võ đạo, chính là muốn chiến. Đương nhiên, một cái khác càng nguyên nhân quan trọng là, chiến địa linh hùng thú vương là 3 tháng trước, nhân số cũng mới 50. Không nói trong khoảng thời gian này trưởng thành, chỉ nói lại nhiều năm mươi tên đệ tử, chiến một đầu biết bay bên trong thất phẩm linh thú có gì không thể, trống, huyết dơi vương nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân trở nên càng vì đỏ thẩm, phản phất hóa thành to lớn than lửa, vù vù, một cuồng cuộn nóng trực khí chấn tràn ngập mà đến, khiến cho bốn phía không gian vặn vẹo, kích phát linh khải. Lý Thanh Dương quát, đại sư tỷ không nói nhiều, đối phó loại này linh thú, chỉ có thể để hắn đến bạo xưng làm quan chỉ huy, ông, ông chúng đệ tử nhau nhau trước người ngưng tụ thực chất hóa khải giáp, nhan sắc vừa tốt cũng là đỏ thẩm, từ trên cao nhìn xuống, huyết dơi vương tựa như thái dương, quay chung quanh trước người vạn cổ tông đệ tử còn như ngôi sao, lẽ ra, ánh sáng mặt trời, tinh thần không cách nào địch nổi, nhưng khi vạn cổ tông đệ tử tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, khí thế chưa hẳn yếu tại bên trong thất phẩm linh thú, khư, một đạo màu đỏ trùng sáng bỗng nhiên bạo phát, đánh vào huyết dơi vương trên đầu, người thi triển tiêu tội kỹ vì là kéo cừu hận, quả nhiên, lọc vào công kích huyết dơi vương, khóa chặt tại công kích mình nhân loại trên thân, cái kia âm u mắt to lóe ra tức giận, phốt, phốt, hai cánh đột nhiên huy động, từng đạo từng đạo hỏa diễm như là như đạn pháo oanh ra, xoát, tiêu tội kỹ hai tay bắp thịt bạo tăng, chợt dựng thẳng lên huyền thiết thuẫn, ánh mắt nóng rực nói, tới đi, tới đi, oanh, 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 cùng loại như đạn pháo hỏa diễm, tinh chuẩn vô cùng oanh ở trên kiên đăng đăng đăng, tiêu tội kỹ mang theo thuẫn, không ngừng lui lại. Cái này có thể so với thất phẩm vũ hoàng linh thú, thực lực quả nhiên cường đại. Hưu, hưu, khuyết dơi vương lần nữa huy động hai cánh, ngưng tụ vòng thứ hai hỏa diễm đạn pháo, xoát, dương ngọc hoa nhanh chân mà đến, đem huyền thiết thuẫn đưa ngang trước người, vì tiêu tội kỹ tiếp nhận đợt thứ hai thương tổn. Oanh, 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 một trận táo bạo anh tạc qua đi, hắn cũng lui rất xa theo trên mặt xuất hiện chiến ý đến xem như là cũng không có vấn đề gì dương ngọc hoa tuy nhiên so ra kém sư huynh tiêu tội kỹ nhưng phòng ngự cường độ cũng là có thể oanh một bên khác truyền đến bạo hưởng chúng ta quân tông chủ đã xuất thủ trước hội tụ táo bạo linh năng quyền đầu đánh vào huyết dơi vương trên đầu một quyền này rất kình bạo trực tiếp đem đối phương đánh bay mấy chục trường trống ổn định thân thể huyết dơi vương nổ hống chợt huy động hai cánh ngưng tụ nổ tung hỏa đạn oanh tới bành bành, quân thường tiếu bay qua, song quyền giữa không trung vung vẫy, lấy bá đạo phương thức đem đánh tới hỏa đạn toàn bộ phá giải, cho đến sông đến mọi người băng trước người, lại là gọn gàng một cái trọng quyền, bành, đấm ra một quyền, như là cục đá rơi vào trong hồ, nhất thời dập dần ra từng cơn sóng gợn, cái kia vốn là tại nóng rực nhiệt độ phía dưới dần dần vặn vẹo không gian, không thể thừa nhận lực lượng chấn nhiếp, trong nháy mắt vỡ tan lít nha líp nhít, huyết dơi vương lần nữa bị nện ra rất xa, trên mặt rõ ràng lõm lấy quyền ấn, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ thống khổ, xoát, quân thường tiếu bay tới, song quyền hội tụ linh năng, nhất thời thi triển ra sơn băng địa liệt quyền, oanh, 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 quyền ấn giao ra, linh năng khuếch tán, toàn bộ không gian theo lực lượng bạo phát, không ngừng chấn động, cho đến khó có thể chịu đựng, chính là bắt đầu đại diện tích sụp đổ, ầm ầm, đi qua một phen cùng oanh loạn tạc, cái kia huyết dơi vương nhất thời chật vật rơi rơi xuống đất thật không đủ đánh. Quân thường tiếu nói, ngoặc kép ngoặc kép, chúng đệ tử khóe miệng hơi rút, bất quá, ánh mắt nổi lên mãnh liệt hơn sùng bái, một đầu có thể so với thất phẩm vũ hoàng linh thú, lại bị như thế chà đạp, tông chủ thực lực quá khủng bố, từ bách hợp thánh tông nhất chiến về sau, quân thường tiếu mặc dù không có đề bạc qua đẳng cấp, nhưng tam phẩm kiếm vũ song hoàng thực lực, vẫn là vô cùng nổ tung, các ngươi lên A, đúng lúc này, truyền đến tiêu tội kỹ sụp đổ hô to âm thanh. Tông chủ lúc giao thủ, hắn cùng Dương Ngọc Hoa lại gắn đón đỡ hai nhóm hỏa diễm đạn pháo tập kích, lên. Lý Thanh Dương quát, cái này cái gọi là bên trên, không phải lên đi sáp lá cà. Dù sao không có tông chủ như vậy nổ tung thực lực, một khi tới gần liền sẽ bị phản sát, xích tiêu liệt diễm trảm, thất huyền hà quan phá, vù vù, hơn 90 tên đệ tử, nhau nhau thi triển ra tông môn mạnh nhất hai loại linh lực hình vũ kỹ, trong lúc nhất thời, lộng lẫy hỏa diễm hòa quan buộc bạo phát, giống như nở rộ pháo hoa, thật giống như tại sớm chút người Tết Nguyên Tiêu khoái lạc, oanh, oanh, đến từ bốn phương tám hướng các loại táo bạo năng lượng, đánh vào huyết dơi vương trên thân, một chiếc đũa có thế bẻ gãy, trăm chiếc đũa tách ra không ngừng, một chiếc đũa đâm không đau, trăm chiếc đũa đâm chết người, đồng môn đồng tâm, có thể chém vàng, oanh, oanh, nổ tung lực lượng theo đều góc độ toàn diện nở hoa, lực phá hoại mạnh mẽ phi thường, trực tiếp đem huyết dơi vương đánh bay xa vài chục trượng, trống đại gia hỏa giận, ổn định thân thể về sau, hai cánh đột nhiên huy động, nhất thời từng đạo từng đạo hỏa diễm đạn pháo, số lượng này nhiều, có thể nói phách thiên cái địa, dựa sát vào, Lý Thanh Dương quát, xoát, xoát, đối mặt bốt phóng thích ao kỹ năng, Lý Thanh Dương bọn người cấp tốc co vào phòng tuyến, trốn ở hai cái nhục thuẫn sau lưng, Dương Sư Đệ, tiêu tội kỹ quát, xoát, Dương Ngọc Hoa theo sát đi tới, đem chính mình huyền thiết thuẫn cắm ở sư huynh trước người, bành, tiêu tội kỹ cũng đem huyền thiết thuẫn để đặt trước mặt hai tay cấp tốc tràn ngập cẩn trọng thổ hệ thuộc tính đột nhiên nâng tay đập ở trên khiên quát to thuẫn lập ông toàn bộ không gian đột nhiên run rẩy cũng vang lên tiếng chuông vù vù cùng lúc đó tại tiêu tội kỹ trên dưới trái phải phía trước phía sau phương vị mấy chục trượng phạm vi trong nháy mắt ngưng tụ ra cùng loại vỏ trứng phòng ngự kết giới đây là trung phẩm huyền thiết thuẫn đặc hiệu tên là thuẫn lập mà lại nhiều cái thuẫn bài đồng thời kích phát ngưng tụ phòng ngự kết giới cường độ càng cao oanh oanh song trọng thuẫn lập đặc hiệu mở ra về sau mạng thiên hỏa diễm đạn pháo trong nháy mắt quanh ở phía trên không những không có phá vỡ ngược lại còn đem bạo tạc lực lượng bắn ngược ra ngoài một đợt ao đại chiêu kết thúc thuẫn lập kết giới cũng tiêu tán tiêu tội kỹ hai tay run rẩy đỡ tại huyền thiết thuẫn bên trên khóe miệng kịch liệt run rẩy khiên là tiếp tục chống đỡ nhưng chính diện tiếp nhận nhiều như vậy cường thế hỏa cầu đạn pháo tư vị vẫn là rất khó chịu, lên, tránh thoát công kích về sau, Lý Thanh Dương bọn người lần nữa tản ra, liền muốn ngưng tụ các loại vũ kỹ đập tới, trăng rắc, đột nhiên, xương cốt đứt kể thanh âm truyền đến, chúng người thần sắc khẽ giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tông chủ lấy linh năng hội tụ hai bàn tay to, đặt tại huyết dơi vương trên cánh, sau đó cứ thế mà uống công, lại như vạn bánh quai chèo giống như vạn cùng một chỗ, toàn bộ quá trình gọn gàng, cũng là tàn nhẫn vô cùng. Lý Thanh Dương bọn người lạnh run, cũng âm thầm nghĩ, vậy nhất định rất đau đi. Chương 693, cái này kết thúc. Trăm tên Vũ Vương dựa vào hai loại thần phẩm vũ kỹ, chỉ có thể đem huyết dơi vương oanh ra ngoài. Quân thường tiếu chỉ dựa vào một người, thì đem một đầu khắc huyết dơi vương cánh vặn tại lên. Đây là phi thường đáng sợ, nếu không nói, thế nào lại là tông chủ, trống, cánh bị vặn cùng một chỗ huyết dơi vương phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Tuy nhiên nó cũng là bí cảnh huyễn hóa ra đến, nhưng tương tự cùng tiến vào võ giả một dạng, phải thừa nhận chân thật nhất cảm giác đau. Phốt, quân thường tiếu đột nhiên giơ tay lên, Vạn cùng một chỗ cánh bị trực tiếp xé mở, máu tươi nhất thời như mưa chiếu rọi. Đây là thật tàn bạo, tàn bạo đến vạn cổ tông đệ tử không đành lòng nhìn thẳng, chỉ có đem tâm tư đặt ở bên kia huyết dơi vương trên thân, vù vù, nóng rực hỏa diễm cùng lóa mắt trùng sáng lấp lóe, theo phương vị khác nhau đập tới, oanh, oanh. Thể trạng to lớn huyết dơi vương xê dịch tốc độ chậm chạp, chỉ có thể khổ cực đón lấy toàn bộ chiêu thức, sau đó lại lần bị đánh bay ra ngoài rất xa, vù vù, một cổ gió lạnh thổi đến, nương theo lấy từng mảnh sương lạnh, đem bốn phía nóng trực áp xuống tới, xoát, lục thiên thiên hai tay đang xen vào nhau, lan tràn ra băng hàng chi khí mạnh hơn, cuối cùng đem huyết dơi vương tạm thời đóng băng, chu sư đệ, giao cho ngươi. Lý Thanh Dương Hô, hắn biết, đại sư tỷ đóng băng thời gian có hạn, cho nên vào lúc này, phải dựa vào sắc bén nhất phát ra, đến đối huyết dơi vương sinh ra trí mạng thương tật, xoát, chu hồng bay lượng mà đến, rút kiếm mà ra, xoát, xoát, thất luyện vô song kiếm khí trong bóng đêm đột nhiên xuất hiện, sau đó tê liệt không gian mà đi chém tới, phốt, huyết dơi vương một cái cánh nhất thời róc ra, tạch tạch tạch, cùng lúc đó, đóng băng chi lực cũng tiếp xúc, mà hắn bời vì mất đi một cái cánh, to lớn thân thể nhất thời giữa không trung mất cân bằng, chậm chậm chạp chạp rơi xuống thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, hô, hô, vạn cổ tông đệ tử nhao nhao xuất thủ, xích tiêu liệt diễm trảm cùng thất huyền hà quan phá bắn tới, đánh vào huyết dơi vương trên thân, lần nữa tách ra lộng lẫy ánh sáng, mất đi một cái cánh huyết dơi vương vốn là nguyên khí đại thương, bây giờ lại gặp anh kích, có thể nói họa vô đơn chí, cuối cùng ầm vang rơi trên mặt đất, dạ tinh thần bay lượng mà đến, trong tay hàng mang kiếm huy động, nhất thời thi triển ra một chữ nhanh quyết, hình thành lít nha lít nhíp kiếm khí phúc khuyết dơi vương thạc đại thân thể nhất thời bị cắt đứt ra từng đạo từng đạo thương tổn sau đó hữu khí vô lực co quắp trên mặt đất xoát dạ tinh thần rơi xuống khinh thường nói rác rưởi có thể so với vũ đế thánh thú đánh không lại cái này trọng thương bên trong thất phẩm linh thú còn không đánh lại sư đệ cẩn thận lý thanh dương hoảng sợ nói oanh khuyết dơi vương thân thể đột nhiên bành trướng tại trước khi chết tách ra nhất là lộng lẫy ánh sáng Phản phất là tại chúc mừng độc thân cậu ngày lễ khoái lạc, dạ tinh thần khổ cực, hắn cách nổ tung điểm tương đối gần, không thể tránh né bị tung tóe một thân huyết nhục, đương nhiên, huyết dơi vương bạo nổ, cũng không phải là võ giả tự bạo, uy lực không mạnh, nhưng chấm tại trên khải giáp huyết nhục vừa thối lại buồn nôn, đem chú trọng sạch sẽ giả dạ đế đại nhân chỉnh đến mức dị thường chật vật, oanh, oanh, một bên khác, quân thường tiếu đứng tại huyết dơi vương trên thân ngưng tụ linh năng hóa thành quyền đầu hung hăng oanh kích lấy đối phương đầu, cho đến oanh thành thịt nát, lúc này mới dừng lại tới, hưu, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, mọi người trong nháy mắt đưa thân vào đầm lầy, hướng mặt thổi tới từng đợt khiến người ta buồn nôn mùi thối, rất hiển nhiên, diệt đi hai cái huyết dơi vương hậu, ngay sau đó tiến vào phổ thông độ khó khăn cửa thứ hai, vạn cổ tông đệ tử không có buông lỏng tâm thần, ải thứ nhất không mạnh thân thể, chân chính khảo nghiệm vừa mới bắt đầu ùng ụt, cùng ụt, đột nhiên, đầm lầy bên trong bốc lên ra bong bóng, phát ra trên không trung mùi thối càng thêm nồng đậm, xoát, xoát, nhưng vào lúc này, từng đầu sền sệt quái vật lao ra, chúng nó toàn thân một đoạn một đoạn, cùng loại tăng lớn bản sâu róm, xấu quá. Tô Tiểu Mạc nói, cái này giống như sâu róm quái vật không chỉ có xấu, còn rất thúi, hết thảy xuất hiện 10 đầu, vừa tốt đem vạn cổ tông đệ tử vây quanh ở bên trong, theo thấu phát khí tức đến xem, đang tại trung nhị phẩm linh thú tầng thứ, các bảo bối, quân thường tiếu nói, đánh đi, xoát, xoát, chúng đệ tử nhau nhau phân tán ra đến, ăn ý 10 người làm một tổ, hướng xấu xí trùng vật giết đi qua, oanh, 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 quang mang lấp lóe, sáng chói vẫn như cũ, phốt, một đầu cuối cùng con rệp đổ vào đầm lầy bên trong, ngồi tại thạch đầu phía trên tô tiểu mạc, nâng quai hàm nói, kết thúc, đúng vậy a à. Lý Phi nói, thật nhanh, chờ chút, Bọn họ làm sao toàn tụ tập tại khoảng cách giao chiến khu vực xa như vậy địa phương, bởi vì, làm quân tông chủ không đợi các đệ tử xông đi lên, thì bật hết hỏa lực ra tay trước một bước, trung nhị phẩm linh thú tại kiếm vũ sông hoàng trước mặt, khẳng định chỉ có bị ngược phần, cho nên rất nhanh liền bị toàn diệt, gặp tông chủ cường thế như vậy, chúng đệ tử dứt khoát lui về sau, tỉnh tỉnh nhìn hắn một người người biểu diễn, không thể trách quân tông chủ đoạt danh tiếng chủ yếu vẫn là tại đơn giản hình thức phía dưới toàn bộ hành trình khoanh tay đứng nhìn, đến sau cùng tí xíu điểm kinh nghiệm đều không cho. Ông, cửa thứ hai đi qua sau, hình ảnh lần nữa nhất chuyển, mọi người đưa thân vào đỏ thẩm khắp nơi, chung quanh tất cả đều là dung dao nóng hổi miệng núi lửa, dạ tinh thần trong mắt đột nhiên co vào. Cảnh tượng này, không khí này, không chính là mình khiêu chiến địa ngục hình thức xuất hiện qua sao, xong, dù là tâm cảnh vẫn vô cùng dạ đế, ánh mắt cũng là trong nháy mắt xuất hiện tuyệt vọng thậm chí, đã có thế nghĩ đến vượt quan sau khi thất bại, lại phải vượt qua một đoạn tương đối dài hư nhược kỳ khổ cực hình ảnh, hô, nhưng vào lúc này, miệng nổi lửa lớn nhất dung nham phun tung tóe, một đầu toàn thân còn như ngọn lửa quái vật khổng lồ xuất hiện, theo hình thái đến xem, thật sự là lúc trước miễu sát giả dạ tinh thần thánh thú, không đúng, giả dạ tinh thần cao mày nói, tên này thấu phát khí tức cũng không phải là thánh thú tầng thứ, vù vù. Toàn thân từ hỏa diễm biến thành quái vật khổng lồ theo miệng núi lửa xông ra, nóng trực khí chấn đầu tiên áp xuống tới, địa ngục hình thức bên trong giả dạ tinh thần cũng là bị loại khí tức này trực tiếp mạt sát, lui lại. Quân Thường Tiếu quát, chúng đệ tử nhau nhau hướng lui về phía sau, ánh mắt lóe ra ngưng trọng, loại này toàn thân từ hỏa diễm tạo thành quái vật khổng lồ, thực lực khẳng định mạnh mẽ phi thường, xoát, Quân Thường Tiếu phi thân mà đi, hướng đầu hỏa thú tiến lên, cùng lúc đó thánh viêm chi thể toàn bộ khai hỏa, mấy chục loại hỏa diễm bạo phát, phản phất trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân, vù vù, quân thường tiếu cận thân, mở ra hai tay, hỏa diễm nhất thời khuếch tán, đem quái vật khổng lồ triệt để bao phủ, loại này tốt trực tiếp hướng lò lửa lớn dựa vào hành vi, đối vũ giả khác mà nói không thể nghi ngờ là chịu chết, nhưng có thánh viêm chi thể hắn, có thể làm đến bơ, dù là đối phương đã đạt tới có thể so với đỉnh phong vũ hoàng tầng thứ, vù vù quân thường tiếu hỏa diễm cùng hỏa thú hỏa diễm dung hợp cùng một chỗ, không phân rõ ai là ai, đứng ở đằng xa đệ tử còn có thế rõ ràng nhìn thấy, hỏa diễm chi thế dần dần suy yếu, đại biểu một phương hỏa diễm cắt giảm, trống, hình như là, nghe được trên rỉ gào thét truyền đến, mọi người có thể khẳng định, là cái kia hỏa thú hỏa diễm tại cắt giảm, vù vù, nóng rực hỏa diễm vẫn đang phun trào, ước chừng 10 phút đồng hồ. Nguyên bản phi thường to lớn hỏa thú đã thu nhỏ đến hai ba trường. Tại thánh viêm chi thể nhiệt tình ôm cái, thân là hỏa hệ nó cũng căn bản chịu không nổi, xoát, quân thường tiếu tới tách rời, phiêu nhiên treo giữa không trung, phất phất tay nói, tên này giao cho các ngươi, một người tới một quyền, đã cùng một chỗ vượt quan, khẳng định đến cho đệ tử cơ hội biểu hiện, không phải vậy không có điểm kinh nghiệm khen thưởng, vậy liền gây rối, đúng, chúng đệ tử nhau nhau ngưng tụ vũ kỹ, chỉ hướng vô cùng chật vật hỏa thú đập tới, cuối cùng đem anh phân mảnh, cái này thì kết thúc dạ tinh thần ngạc nhiên, vù vù, đột nhiên, trong đan điền linh hạch đột nhiên táo động, một cuồng cuộn tinh thuần năng lượng hiện lên, để trong lòng của hắn cả kinh nói, muốn đột phá, xoát, xoát, Lý Thanh Dương bọn người nhao nhao ngồi xuống, nên đón sắp đến đột phá, treo giữa không trung quân thường tiếu, gặp bọn họ tất cả ngồi xuống, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc, bởi vì cửa khẩu toàn bộ thông qua về sau, đừng nói đột phá, liền chút linh năng đề bạc dấu hiệu đều không, xin nhờ phổ thông hình thức, ta lại xuất công lại xuất lực, làm sao một điểm chỗ tốt đều không, vù vù, ngay tại quân thường tiếu khóc không ra nước mắt thời khắc, trong hai khỏa linh hạch linh năng nhất thời sôi trào, một cổ mãnh liệt tấn cấp suy nghĩ xông lên đầu, ha ha, rốt cục đến, rốt cục có thế hưởng thụ thông quan sinh tử bí cảnh mang đến chỗ tốt, chương 694, một cái đưa tiền, một cái lấy tiền, vù vù, tấn cấp chi thế tại bí cảnh bên trong tràn ngập, rất thời gian ngắn ở giữa, trăm tên đệ tử toàn bộ đột phá một phẩm thứ. Ba tháng trước thông quan đơn giản hình thức tăng lên một cấp, sau ba tháng thông quan phổ thông hình thức lại tăng lên một cấp, đây quả thực là gian lận A. Lý Thanh Dương bọn người trải qua một lần, cho nên có thể đầy đủ thích ứng. Nhưng là, chúng ta giả dạ đế đại nhân mộng, cảnh giới đề bạc cần lĩnh hội võ đạo cùng tự thân nỗ lực, bây giờ thông quan bí cảnh thì có thể làm được, thật là không thể tưởng tượng, thật không thể tin, giả dạ tinh thần thật lâu khó có thể bình tĩnh hắn không thể nào hiểu được, đến cùng nguyên nhân gì, đột nhiên đối thiên địa thuộc tính cùng võ đạo có càng cao lý giải, sau đó đần độn u mê tấn cấp, có quan hệ điểm ấy tác giả cũng rất khó cho ra giải thích hợp lý, quyền khi bọn hắn mở máy gian lận, quân tông chủ cũng đột phá, thuận lợi từ tam phẩm bước vào tứ phẩm, toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, thì cùng bóp nát kinh nghiệm chi phù không có gì khác biệt. Sinh tử bí cảnh khen thưởng cơ chế là ai xuất lực nhiều nhất, người nào lấy được kinh nghiệm giá trị khen thưởng thì càng cao không hề nghi ngờ thông quan phổ thông độ khó khăn quân tông chủ làm ra cống hiến lớn nhất cho nên được lợi cũng lớn nhất đương nhiên chủ yếu vẫn là cửa thứ ba hỏa thú vừa tốt cùng hắn thuộc tính bắt cặp mới lấy dễ dàng giải quyết nếu không miễn không muốn gian khổ chiến đấu một phen thoải mái quân thường tiếu mang theo đệ tử rời đi bí cảnh ngồi ở trong đại điện liền bắt đầu cân nhắc phổ thông hình thức đều khó như vậy Khó khăn hình thức khẳng định càng kinh khủng, đệ tử nếu như không có hoàng cấp tu vi, đi vào sợ rằng sẽ bị hoàn ngược, kết hợp giả dạ đế khiêu chiến địa ngục hình thức, gặp được có thể so với vũ đế thánh thú, cho nên cũng có thể đại khái suy đoán ra, khó khăn hình thức khẳng định vô cùng khó khăn. Quân thường tiếu mang đệ tử thuận lợi thông qua phổ thông hình thức, cho đệ tử dựng đứng lòng tin, bọn họ nhao nhao tổ đội tiến đến khiêu chiến, đương nhiên, nhân số vẫn là 100 danh, kết quả tiến vào hai nhóm bị diệt hai nhóm. Hai nhóm đệ tử gặp được cửa khẩu cùng lần đầu tiến nhập tràn cảnh giống như đúc, liền đẳng cấp cũng giống nhau, bởi vì không có tông chủ hung hãn như vậy cường giả, tự nhiên, sinh tử bí cảnh lớn nhất chỗ xấu ngay tại ở, cửa khẩu độ khó khăn tất cả đều là cố định, sẽ không căng cứ tiến vào người chỉnh thể thực lực đến tiến hành giảng ra, 100 cái không được, vậy liền 200 cái, quân thường tiếu thay đổi sách lược, để đi khiêu chiến phổ thông hình thức đệ tử theo nhân số phía trên mở rộng 200 người. Kết quả mặc dù là đánh thông quan, nhưng đại giới cũng cực thảm trọng, bị đào thải đệ tử nhiều đến 130 người, càng tại cửa thứ ba thương vong thảm trọng, không thể chơi như vậy. Quân thường tiếu lúc này hạ lệnh, cấm đoán đệ tử khiêu chiến phổ thông hình thức, mà là tiếp tục giảng lược đơn hình thức lịch luyện, các loại cảnh giới càng cao, có đầy đủ nắm chắc lại đi khiêu chiến, đã sớm nên dạng này. Hệ thống nói, sinh tử bí cảnh hình thức tuyển hạng, không ở chỗ để người khiêu chiến từng cái đánh bại ở chỗ thích hợp là cái gì tầng thứ, liền đi là cái gì tầng thứ lịch luyện, đánh đơn giản, đánh phổ thông, lại đánh khó khăn, thật coi chơi game A, có hay không đi khiêu chiến đồng môn, tổ ta một cái, bản thân chủ tu thủy hệ, ngũ hành giám thiên quyết đã lĩnh ngộ thổ hệ, kiên cường nhục thuẫn, cầu vị trí, thiếu quyết hỏa hệ võ tu, tốt nhất phân phối hàng mang kiếm, 49 chờ 1, đến lập tức lập đoàn, sinh tử bí cảnh cửa vào, mỗi ngày đều có đệ tử tới khiêu chiến cũng không phải là thường có trật tự tìm kiếm đoàn đội cùng một chỗ sông đơn giản hình thức, giống như chủng loại này võng du đánh phó bản nói nhảm phương thức, khẳng định là quân cẩu thẳng dậy, vạn cổ tông đệ tử càng ngày càng nhiều, rất nhiều người chưa hẳn biết hết, tại không có đủ nhiều đồng đội tình huống dưới, đến bí cảnh khẩu hô ra bản thân ưu thế tìm kiếm tổ đội, không thể nghi ngờ vô cùng nhanh gọn, nói tóm lại, đề bạc cảnh giới cơ duyên bày ở trong tông môn, bọn họ có thể hay không thu hoạch được, liền dựa vào thực lực hợp tác với đoàn đội. Phổ thông độ khó khăn bị cấm chỉ, vạn cổ tông đệ tử tiếp tục khiêu chiến đơn giản hình thức, bởi vì có lúc trước kinh nghiệm, thông quan trở nên dễ như trở bàn tay, từng bị đào thải, đi qua 3 tháng khổ tu sau cũng đều thuận lợi thông qua, cũng thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, đột phá càng cao tầng thứ. Lần thứ hai thông quan đệ tử cũng không có đột phá, lặp lại soát một cái cấp độ bí cảnh, khen thưởng sẽ tương đối giảm bớt, bất quá, vẫn là có thể trong linh hạch linh năng đề bạc không ít, lại hơi tu luyện một đoạn thời gian cũng có thể đột phá, ít nhất phải so dựa vào các loại tư nguyên đắp lên hoặc cắm đầu khổ tu nhanh nhiều. Quan trọng hơn là, tiến vào bí cảnh hội trải qua một phen thảm liệt chém giết, không thể nghi ngờ đề bạc kinh nghiệm thực chiến, không đến mức để đệ tử trở thành nhà ấm bên trong hoa cỏ. Cứ như vậy, một vòng mới bí cảnh hạn chế đổi mới về sau, mỗi ngày đều có đệ tử tại bí cảnh cửa vào tổ đội, cũng dần dần hình thành bầu không khí sớm muộn có một ngày, ta vạn cổ tông sẽ trở thành mạnh nhất tồn tại. Quân thường tiếu đứng ở phía sau núi trên ngọn núi, nhìn lấy bí cảnh khẩu tổ đội đệ tử, khóe miệng dơ lên mỉm cười tới, tông chủ, Lý Thanh Dương truyền âm nói, đường công tử tới chơi, ồ, quân thường tiếu tính toán thời gian, giống như cũng gần một tháng, chắc hẳn hẳn là đến cho mình đưa tiền, trong đại điện, đường nhân mặt mày hớn hở ngồi xuống, trong khoảng thời gian này, đường ký tiệm đang dược tiêu thụ dị thường nóng nảy, để hắn tại đường gia lão gia tử trong lòng phân lượng đề bạc không ít, người cũng tự nhiên sản khoái tinh thần. Đường nhân tuy là gia chủ người kế nhiệm một trong, nhưng nội tình quá mỏng, sức cạnh tranh vô cùng thấp. Bây giờ có đang dược nơi tay, chỉ phải cố gắng kinh doanh đi xuống, cũng đem làm lớn, khẳng định có tư bản đi cùng đệ tử chống lại. Đường công tử, quân thường tiếu đi tới, ngồi ở thượng vị, cười nói, gần đây được chứ, quân tông chủ, đường nhân đứng lên nói, ngươi cái này ba loại đang dược, đã ở Trung Tôn Châu mở ra thị trường, mỗi ngày ngày kiếm lời đấu kim. Quân Thường Tiếu nói, đó cũng là quý gia tộc danh dự tốt. Hai người khung sáo cũ giao lưu một lát, liền tiến vào chính đề, một cái đưa tiền, một cái lấy tiền. Quân Tông Chủ, Đường Nhân nói, ngươi cho một trăm ngàn khỏa tụ khí đan, đã bán đi tám thành, liệu thương đan cùng giải độc đan cũng đã bán đi ngũ thành, chung thu lợi bảy trăm triệu. Đang dược thị trường mở ra, hắn cũng không có nóng lòng đem hàng bán đi, mà là mỗi ngày tiến hành hạng mua, cho nên một tháng còn không có bán xong. Còn liệu thương đang cùng giải độc đan, mặc dù đã tìm được chứng minh, nhưng bởi vì giá cả tương đối đắt đỏ mua cũng không nhiều, mà lại, võ giả bình thường chỉ dự bị một hai khỏa, cho nên dễ bán còn kém rất rất xa tụ khí đan, Cái này đã để quân thường tiếu phi thường hài lòng. Nếu như đổi lại ngã gia, tất nhiên không có lớn như vậy sức ảnh hưởng, cũng không thể thời gian ngắn mở ra thị trường, quân tông chủ. Đường nhân đưa qua mấy cái mai không gian giới chỉ nói, cái này 500 triệu ngươi mời nhận lấy. Ách, quân thường tiếu nói, không phải chia 5 năm A. Đường nhân nói, quý tông luyện chế loại đan dược này, khẳng định cần cao phẩm chất dược tài, lẽ ra thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận, nhiều tiền tiền thiếu, hắn hoàn toàn không để ý. Về sau đem đường ký tiệm đan dược phát triển đến trải rộng tinh vẫn đại lục, lợi nhuận tự nhiên sẽ tăng theo lên. Đường nhân hiện tại muốn làm, cũng là dùng đầy đủ thành ý để đã động quân thường tiếu, cũng thành lập không gì phá nổi quan hệ hợp tác, như thế cũng tốt, quân tông chủ không có chối từ, đem không gian giới chỉ lấy đi, đường công tử cho không gian giới chỉ, tất cả đều là đại dung lượng, cũng có thể đem tiền lấy ra, cấp cho cho các đệ tử, kiếm lời 500 triệu, còn nói không gian giới chỉ, tên này là thật keo kiệt, bất quá, nói đi thì nói lại, từ khi vượt qua đến tinh vẫn đại lục quân thường tiếu thật đúng là không có cố ý đi mua qua không gian giới chỉ, muốn sao dựa vào người khác đưa tiền thuận tay vơ vét đến, muốn sao cũng là liếm bao thu hoạch được, chương 695, càng cường đại, càng có tính khiêu chiến. Đường nhân cùng quân thường tiếu trò chuyện một lát, liền vội vàng rời đi, bất quá, cũng không phải tay không mà về, lại lấy đi 100.000 khỏa tụ khí đan, 10.000 khỏa liệu thương đan cùng 10.000 khỏa giải độc đan, còn hàng phong kiếm, đường nhân còn chưa bắt đầu buôn bán, bởi vì còn chưa nghĩ ra, đến cùng là lấy ra bán, vẫn là cầm tới đấu giá. Nếu như là phổ thông trung thượng phẩm vũ khí, đường công tử khẳng định không cân nhắc trực tiếp cầm lấy đi bán, nhưng hàng phong kiếm làm công hoàng mỹ, thì muốn thật tốt cân nhắc, đưa đi đường nhân về sau, quân thường tiếu đem tiền giao cho Lê Lạc Thu, để cho nàng cần phải lấy thời gian nhanh nhất phát triển tình báo cơ cấu, cùng mua càng nhiều võ đạo tư nguyên, không có vấn đề, có đầy đủ tiền tài, lê lạc thu thiết lập sự tình đến cũng không có cái gì trói buộc quân thường tiếu tựa ở đại điện trên ghế nói tông môn cũng có càng nhiều thu nhập nơi phát ra có thể đem tâm tư thả tại sắp cử hành long hổ tranh bá bên trên khoảng cách thi đấu bắt đầu chỉ còn lại có hơn hai tháng trước mắt đến xem lý thanh dương bọn họ vừa thông qua sinh tử bí cảnh cũng đột phá tầng thứ trong lúc đó muốn lại đột phá đã rất khó không bằng trước xuất phát đi hắc sơn nhai nhìn xem quân thường tiếu nỉ non nói hắn nguyên kế hoạch sớm một tháng đi, bây giờ đệ tử hạch tâm đều tấn cấp, nhắc lại trước một tháng cũng không thành vấn đề, huống chi, chính mình cũng vừa đột phá, coi như an ổn tu luyện một tháng, cũng sẽ không có thực chất hóa đề bạc, không bằng trước thời gian đi xem một chút, tinh vẫn đại lục phồn hoa nhất châu, quyết định, quân thường tiếu đánh nhịp nói, ba ngày sau xuất phát, tông chủ, nhưng vào lúc này, liễu uyển thi đi tới, biểu môi nói, căng tin nhân thủ càng ngày càng không đủ ngươi chừng nào thì có thời gian lại tìm mấy cái đầu bếp A, phụ thân Âu Dương Tuấn đến, tuy nhiên giúp tiểu nha đầu chia sẻ không ít việc, nhưng theo mỗi tháng cố định khai sơn chiêu mộ đệ tử, lượng công việc cũng càng lúc càng lớn, bận biệu đều không thời gian đi nghiên cứu đề bạc võ đạo thực vật, nha đầu, quân thường tiếu nói, tất cả mọi người ăn quen ngươi cùng phụ thân ngươi nấu đồ ăn, nếu như đổi khác đầu bếp khẳng định không thích ứng, cái này không là vấn đề, ta có thể dạy bọn hắn nha. Liễu Uyển thi nói, Lê Lạc Thu từ bên ngoài đi tới, cười nói, "Tông chủ, ta là cảm thấy cần phải thành lập một cái đồ ăn đường để tiểu nha đầu tới quản lý ẩm thực phương diện này, có đạo lý." Quân Thường Tiếu nói, "A, Liễu Uyển thi trừng mắt mắt to, nói, nói như vậy, ta muốn làm đường chủ, không vui." Quân Thường Tiếu nói, Liễu Uyển thi vội vàng nói, "Vui lòng, vui lòng." Quân Thường Tiếu nói, "Trời sáng ta sẽ tuyên bố thành lập đồ ăn đường." ngươi làm phó đường chủ chính đường chủ từ phụ thân ngươi đảm nhiệm vốn đang thật vui vẻ liễu uyển thi khuôn mặt nhỏ nhất thời ngưng kết xuống tới nàng cũng không thèm để ý chính phó để ý là phụ thân sao có thể thành vì chính mình người lãnh đạo trực tiếp trù nghệ thi đấu về sau quân thường tiếu tuy nhiên cho bọn hắn cha và con gái cung cấp hợp cơ hội tốt nhưng băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh hai người muốn triệt để phá băng còn đến cần thời gian mà lại ngày bình thường nấu cơm lúc âu dương tuấn thời khắc tìm cơ hội cùng nữ nhi tiếp xúc nhưng cái sau tổng là cố ý né tránh có ý kiến quân thường tiếu nói ta à, liễu uyển thi nghĩ một lát nói không ý kiến vậy cứ như thế quân thường tiếu lo lắng liễu uyển thi độ tuổi quá nhỏ không cách nào thắng làm đường chủ chi vị cho nên để âu dương tuấn bỏ ra đảm nhiệm đồ ăn đường đường chủ chức vị quan trọng hơn là dạng này cũng có thể cho bọn họ cha và con gái cung cấp tu bổ tình cảm cơ hội hôm sau thể dục buổi sáng qua đi, quân thường tiếu tuyên bố thành lập đồ ăn đường. Cái ngành này chủ quản ẩm thực phương diện, đường chủ Âu Dương Tuấn, phó đường chủ Liễu Uyển Thi, thành viên tạm là chỉ có Mã Vĩnh Ninh, nhất hắc nhị hắc. Quân thường tiếu cố ý căn dặn Ninh Thị Huynh Đệ, lần sau mở sơn môn chiêu mộ đệ tử, đối có trù nghệ người ghi danh, cũng có thể đặc biệt chiêu sinh. Nói như thế, vạn cổ tông đường khẩu lại phong phú, liễu sư muội chúc mừng vinh thăng đường chủ A, ai khiến người ta cực kỳ hâm mộ sao lúc nào ta cũng có thể lăn lộn cái đường chủ chức vị đâu trong phòng ăn lý phi cùng điền thất bọn người vây quanh liễu uyển thi lại là ăn mừng lại là đầy rẫy hâm mộ các ngươi quá không có truy cầu tô tiểu mạc ngồi ở bên cạnh gõ chân bắt chéo nói đã muốn làm thì làm trưởng lão có đạo lý lý phi cùng điền thất con mắt nhất thời sáng lên vạn cổ tông hiện tại cái gì cũng không thiếu thì thiếu trưởng lão bởi vì trước mắt vẻn vẹn chỉ có bốn cái theo cấp bậc nói trưởng lão khẳng định còn cao hơn đường chủ, nhưng là, Lý Phi nói, Tô Sư Huynh, chúng ta như thế nào mới có thể trở thành trưởng lão nha, đừng nóng vội, quân thường tiếu đi tới, cười nói, chờ sau này tông môn cường đại, bất kỳ người nào đều sẽ có trở thành trưởng lão cơ hội, xoát, mọi người cùng nhau đứng lên, nói, gặp qua tông chủ, ngồi xuống đi. Quân thường tiếu ra hiệu nói, tông chủ, tô tiểu mạc theo sát đi tới, kích động nói, Chúng ta về sau thật có trở thành trưởng lão cơ hội, từng, Quân Thường Tiếu nói, bất quá, muốn xem các ngươi biểu hiện, thực lấy lý Thanh Dương bọn người tu vi, ra mặt làm trưởng lão không có vấn đề, nhưng hắn tạm thời không cân nhắc, bởi vì đệ tử còn muốn lấy tu luyện làm chủ. Ban đêm, Lục Thiên Thiên một người đứng ở trên ngọn núi, áo trắng tung bay theo gió, giống như hạ phàm cửu thiên tiên nữ. Nghĩ gì thế? Quân Thường Tiếu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng. Lục Thiên Thiên không có quay người, nói, tông chủ thật muốn tham gia Long Hổ tranh bá, nếu như đã đáp ứng dịch quán chủ, tự nhiên không thể nuốt lời. Quân Thường Tiếu nói, Lục Thiên Thiên nói, Long Hổ tranh bá là đại lục cao nhất quy cách tông môn thi đấu, tham gia tông môn thực lực cũng phi thường cường đại, càng cường đại, càng có tính khiêu chiến. Quân Thường Tiếu nói, ngay từ đầu hắn là vì dịch đại sư cho Linh Thạch, quyết định mang đệ tử tham gia Long Hổ tranh bá, đang lục tục biết được phương diện này tình báo về sau, liền ý thức được như thế to lớn đại sự vô luận như thế nào cũng muốn tham gia đi các châu tìm phiền toái đã không thể thỏa mãn quân tông chủ hắn cần càng sân khấu lớn đến để đệ tử trang bức lòng hổ tranh bá không thể nghi ngờ vô cùng phù hợp mà lại căn cứ hắn đối hệ thống phán đoán lần này tham gia loại này đại quy cách tông môn giao đấu khẳng định sẽ có nhiệm vụ phát động kiếm lấy đủ nhiều điểm cống hiến lục thiên thiên nói sẽ có rất nhiều nhất lưu tông môn tham gia vậy thì càng tốt Quân thường tiếu nói, nhị lưu bách hợp thánh tông đều đấu qua, hắn hiện tại thật đúng là muốn kiến thức một chút nhất lưu tông môn đệ tử, đến cùng so nhà mình đệ tử là nhiều một cái chân, vẫn là nhiều hơn một con mắt. Lục thiên thiên nói, nhất lưu tông môn nội tình cường thịnh, nếu như ta tông tham chiến, thì phải tính toán đến mức xấu nhất. Quân thường tiếu lắc đầu nói, thân là đại đệ tử, không thể đánh giá cao người khác chí khí diệt uy phong mình, ngoặc kép ngoặc kép, lục thiên thiên trầm mặt nàng từng là Thái Huyền Thánh Tông đệ tử, đối nhất Lưu Tông môn hiểu biết nhiều, mới có thể nói ra lời nói này, tuyệt không phải bởi vì xem thường đồng môn thực lực, đã Tông chủ muốn tham gia Long Hổ tranh bá, đệ tử tất sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lục Thiên Thiên nói, nói xong liền rời đi, nhìn lấy biển chuyển thân ảnh biến mất ở trong màn đêm, quân thường tiếu mò sờ cầm, nói, nữ nhân này giống như đối nhất Lưu Tông môn rất hiểu, hệ thống nói, cho nên nói, có thể tiến vào ký chủ tông môn đệ tử, không có một cái là người bình thường. Ngày thứ hai, Liễu Uyển Thi sớm chuẩn bị lên đường cơm, bởi vì hôm nay tông chủ muốn dẫn các sư huynh tiến về Trung Tôn Châu. Chương 696, tiến vào thứ hai vòng, đó chính là thắng lợi. Long hổ tranh bá làm tin vẫn đại lục đẳng cấp cao nhất tông môn đệ tử thi đấu biến cố, hàm kim lượng phi thường cao, quân thường tiếu vi biểu tôn trọng, mang theo tông môn mạnh nhất 25 tên đệ tử tiến đến, lục thiên thiên, lý thanh dương cùng lứa thứ nhất nội môn đệ tử về sau long tử dương cùng tống huyền chu tất nhiên là không thiếu được trưởng thành lớn nhất tấn bảnh quan môn đệ tử hà vô địch cũng đi cùng đây tuyệt đối là vạn cổ tông bên trong lớn nhất đệ tử tinh nhuệ vô luận tu vi cùng tư chất dù là đặt ở toàn bộ đại lục đều là số một số hai nói thật ra nếu như không nhân số hạn chế quân tông chủ sẽ đem đạt tới vũ vương đệ tử toàn dẫn đi sư huynh trước sơn môn chúng đệ tử tiễn đưa cao giọng la lên chúng ta tại tông môn chờ các ngươi khải hoàng, chạy tới chân núi Tô Tiểu Mạc quay đầu lại, nâng tay lên nói, liễu sư muội nhất định muốn chuẩn bị kỹ càng phong phú đồ ăn, về là tốt tốt chúc mừng, còn không có tham gia, liền nghĩ chúc mừng, cái này muốn bị người khác nghe được, khẳng định khịt mũi coi thường, trên đường, quân thường tiếu liên tục dặn dò, lần này đi Trung Tôn Châu tham gia Long Hổ tranh bá, sẽ là một trận khảo nghiệm, các ngươi cần phải nghiêm túc đối đãi Đúng, Chúng đệ tử đồng nói, theo ở phía sau Dạ Tinh thần ánh mắt hiện ra chờ mong, kiếp trước hắn một mực độc từ tu hành, mặc dù nghe nói qua Long hổ tranh bá, nhưng cũng không có tham gia qua, lần này đại biểu vạn cổ tông dự thi, cũng coi như đền bù đã từng tiếc nuối. A Ngưu ca, đột nhiên, bên tai truyền đến huệ nhi thanh âm, hy vọng ngươi có thế bình an trở về, giả dạ Tinh thần sắc mặt âm trầm xuống, nữ nhân này đã thật lâu không có tới phiền chính mình ngày hôm nay làm sao thình lình chủ động nói chuyện. Huệ Nhi biết A Ngưu Ca đã mất trí nhớ, cho nên vạn cổ tông về sau, cưỡng ép hóa thành thông minh, ngày bình thường trừ tu luyện võ đạo cũng là học tập trù nghệ. Có lúc, cùng đồng môn tại giao lưu võ học lúc, giả dạ tinh thần theo bên người đi ngang qua, cũng sẽ giả bộ không thấy được, thậm chí tận lực né tránh, ngươi sợ hắn làm gì. Lê Lạc Thu đã từng hỏi qua nàng, Huệ Nhi ấp úng nói, A Ngưu Ca giống như rất chán ghét ta, cho nên ta chỉ có thể trốn tránh hắn, ngoặc kép ngoặc kép, Lê Lạc Thu im lặng, hai người rõ ràng có hôn ước tại thân, lại nhất định phải tận lực tránh đi, điều này chẳng lẽ cũng là cái gọi là khoảng cách sinh ra cảm xúc, theo ta nghĩ, Lê Lạc Thu một chân dẫm tại trên ghế, giơ lên đe sớt y sát khí tung hoành nói, trực tiếp cầm súng gác ở đầu hắn bên trên, hỏi hắn có cưới mình hay không, không cưới thì một phát bắn. Hoa. Liễu Uyển Thi miệng mở rộng nói, Lê Đường Chủ, đây cũng quá tàn bạo đi, đúng nha, Diêu Mộng Oánh nói, thật tàn bạo, Lê Lạc Thu thu hồi thương, nói, trên mặt cảm tình sự việc liền muốn quyết định thật nhanh, có thể thành thì tốt, không thành thì cắt đứt, nếu không chắc chắn chịu khổ. Lê Đường chủ ngươi thật có kinh nghiệm nha. Liễu Uyển thi nói, Lê Lạc Thu nói, năm đó làm sát thủ thời điểm, tiếp không ít trên tình cảm nhiệm vụ, cũng giết không ít đàn ông phụ lòng, oanh, oanh, một chỗ rừng sâu núi thẳm truyền đến bạo hưởng âm thanh, cường thế linh năng khuếch tán, đem bốn phía cây cỏ chấn động đến vỡ nát, đạp, đạp, sơ qua, một tên lõa lộ nửa người trên thô cùng nam tử mang theo đầu linh thú đi tới, người này nhìn qua độ tuổi cũng không lớn, nhưng trên thân bắp thịt vô cùng phát đạt, chắc hẳn tại thân thể tạo nên bên trên có hận không tệ thành tựu, sư huynh, một tên cô gái trẻ tuổi ngồi trên tàn cây, cắn miếng vừa hái xuống táo, nói, sư tôn vừa phái người đưa tới tin, để ngươi nhanh chuẩn bị một chút, tham gia sắp cử hành long hổ tranh bá. Phù phù, cái kia thô cùng nam tử đem linh thú vứt xuống đến, sau đó ngồi ở phía trên, lắc lắc đầu, không nhịn được nói, biết, hắn cũng không muốn tham gia long hổ tranh bá, chỉ muốn tại trong rừng rậm tiếp tục tu hành. Sư Tôn còn nói, nữ tử cười nói, mới quật khởi vạn của Tông, có một tên gọi tiêu tội kỹ đệ tử, thân thể phòng ngự rất mạnh, có thể lấy ra làm đối thủ của ngươi nha, thật sao, thô cùng nam tử con mắt nhất thời sáng lên. Giữa rừng trúc, một tên dùng khăn che mặt che mắt nam tử ngạo mà đứng, ken. đột nhiên, trúc kiếm ra khỏi vỏ, xoát. Xoát. Xoát, kiếm quan tràn ngập ra, trong nháy mắt cắt đứt từng mảnh từng mảnh lá trúc, cái kia tình thơ ý họa cảnh tượng, cũng rất giống theo kiếm khí tung hoành mà bị xé nứt thành từng cái từng cái. Đại sư huynh kiếm đạo lại đề cao không ít, lần này làm chúng ta linh kiếm tông xuất chiến mạnh nhất đại biểu, nhất định có thể tại Long Hổ tranh bá lấy tới ưu dị thành tích phải đoạt được thứ nhất, đúng. Đúng, đứng ở đằng xa một đám võ giả nghị luận, tên nam tử kia thu kiếm vào võ, lấy xuống khăn che mặt, nỉ non nói, hy vọng tại long hổ tranh bá bên trên, có thể gặp được đến thế lực ngang nhau kiếm đạo thiên tài. Thiếu tông chủ, long hổ tranh bá còn có hai tháng liền muốn bắt đầu, ngươi làm sao còn không tu luyện, vân vụ lượng lờ trên ngọn núi, một tên đệ tử yếu ớt nói, cắt, nằm tại thạch đầu bên trên, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng người trẻ tuổi biểu môi nói bằng vào ta thực lực bây giờ còn cần đến tu luyện a à. nghe tông chủ nói giới này long hổ tranh bá rất nhiều nhất lưu tông môn đều tham gia thiếu tông chủ không được chủ quan a à. đệ tử kia nói người trẻ tuổi xem thường nói một đám thô bỉ phàm nhân làm cho ta vận dụng sáu thành công lực cũng rất không tệ ngoặc kép ngoặc kép đệ tử kia trầm mặt, thiếu tông chủ tư chất không nói tuyệt đối có một không hai tinh vẫn đại lục nhưng tính tình chỉ là có chút thật ngông cuồng quá phách lối ai người trẻ tuổi duỗi duỗi tay cánh tay nói giới này long hổ tranh bá nếu như gặp không được đối thủ cái kia thật không có chút nào niềm vui thú có thể nói theo long hổ tranh bá tức sắp mở ra các tông môn thiên tài đứng đầu đã nóng lòng muốn thử loại này cao quy cách thi đấu không chỉ có vì tông môn tranh đến vinh dự đồng dạng cũng là chứng minh chính mình thực lực thời điểm đương nhiên sẽ không có chút thư giãn đương nhiên các đại tông môn cũng lần lượt lên đường tiến về trung tôn châu đến lúc đó các châu quận cường giả tề tụ một đường mới thật sự là quần anh hội tụ chúng ta quân tông chủ tuy nhiên mang theo đệ tử sớm lên đường nhưng vài ngày sau mới đi ra tây nam dương châu nhân là thời gian vô cùng sung túc hắn cũng không có vội vã đi đường mà chính là thuận tiện đi qua thiên dụ vương thành trước bái phỏng một thành chủ sau bái phỏng thiên dụ học phủ cùng chứng nhận quán lần này vạn cổ tông xuất chiến đại biểu toàn bộ Tây Nam Dương Châu, cho nên một trường hồng thịnh tình chiêu đãi cũng đáp lại rất lớn hy vọng. Bên này vừa mời xong, dịch quán chủ lại thiết yến chiêu đãi đề tài thủy chung không rời long hổ tranh bá, cũng cho hắn một phần dự thi bản danh sách, phía trên liệt kê lớn bao nhiêu tông môn, khá lắm. Giới này Long Hổ tranh bá dự thi tông môn cùng sở hữu 200 cái, nhất lưu tông môn 5 cái, nhị lưu tông môn 10 cái, còn lại tất cả đều là tam tứ lưu, mà lại gần ba phần tông môn đến từ Trung Tôn Châu, có chút nhìn như chỉ có tam tứ lưu, thực lực chân chính chưa hẳn yếu tại châu khác nhị tam lưu, không có ngũ lưu tông môn. Quân thường tiếu ngạc nhiên nói, dịch quán chủ nói, ngũ lưu tông môn tham gia long hổ tranh bá, đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua, quân thường tiếu vội vàng uống một hớp rượu an ủi một chút, nói, tất cả đều là so ta vạn cổ tông cao tông môn, cái này thật đúng là khó giải quyết a. À. quân tông chủ, dịch quán chủ chân thành nói, chỉ cần đi vào vòng thứ hai, đó chính là thắng lợi, chương 697, mới tới Trung Tôn Châu thì gây chuyện. Tây Nam Dương Châu Tông Môn tham gia Long Hổ tranh bá thành tích tốt nhất cũng là vòng loại đào thải, cho nên dịch thiên hành hy vọng vạn cổ Tông có thể đánh phá cái này ma chú, thuận lợi tiến vào vòng thứ hai, dịch quán chủ, quân thường tiếu im lặng nói, cái này truy cầu cũng quá thấp a, à, đã mang đệ tử tham gia Long Hổ tranh bá, cũng là chạy vô địch đi, tiến vào vòng thứ hai chính là thắng lợi, thật là có chút xem thường người A. Đương nhiên, Dịch Thiên Hành nói, nếu như quân tông chủ tông môn có thể lấy tới thành tích càng tốt, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắn thực thật, thật coi trọng vạn cổ tông, nhưng trung tôn châu dự thi tông môn thật là quá nhiều, tấn cấp vòng thứ hai khẳng định không chút huyền niệm, tiếp xuống có rất lớn tỷ lệ trở thành quân tông chủ vòng sau đối thủ, nếu quả thật gặp được, chỉ sợ cũng vô cùng phiền phức, cho nên dịch thiên hành hiện đang cầu khẩn vạn cổ tông vòng thứ nhất gặp được không phải trung tôn châu tông môn lại có càng cao đột phá còn phải tiếp tục tránh đi châu khác tham chiến tông môn cũng nghĩ như vậy không có người nào nguyện ý tại vòng thứ nhất vòng thứ hai gặp được trung tôn châu tông môn nếu không liền sẽ bị đánh về nhà châu khác tông môn phần lớn tại tam tứ lưu tầng thứ thật là không có tính khiêu chiến đi trên đường quân thường tiếu xuất ra dự thi bản danh sách cẩn thận đọc qua nỉ non nói muốn chiến vẫn là đến chiến trung tôn châu tông môn như thế mới thú vị, người khác đều đang cầu khẩn khắc gặp, quân tìm đường chết chờ mong gặp, cái này không ai bằng. Đương nhiên, quân tông chủ nghĩ là, nếu như vòng thứ nhất gặp được trung tôn châu tông môn, tốt nhất là tam tứ lưu tầng thứ, tuyệt đối đừng là nhất nhị lưu, cũng không phải là sợ, mà chính là loại này đẳng cấp cao tông môn, tại càng cao tầng thứ bên trong gặp mới thú vị. Hệ thống dội nước lạnh nói, Long hổ tranh bá bắt cặp đối thủ đều là tùy cơ lựa chọn, có lẽ ký chủ vận khí tốt, vòng thứ nhất thì gặp được nhất lưu tông môn đây, không quan trọng. Quân thường tiếu nói, đã muốn trở thành vô địch quán quân, sớm muộn cũng sẽ cùng loại này cấp bậc tông môn gặp. Ký chủ ngược lại nghĩ thoáng, hy vọng chuyến đi này không phải đi du lịch. Hệ thống nói, người lăng, Tây Nam Dương Châu đến Trung Tôn Châu có một khoảng cách, nhưng bởi vì thời gian tương đối rộng rãi, quân thường tiếu không có vội vã đi đường, ven đường thưởng thức dị giới phong cảnh lý thanh dương cùng tiêu tội kỹ bọn người còn thủy chung ở vào nhiệt huyết dân trào trạng thái làm tin vẫn đại lục cao nhất quy cách tông môn đệ tử thi đấu khẳng định thiên tài hội tụ có thế cùng bọn hắn giao thủ tất nhiên sẽ rất kích thích tại bách hợp thánh tông bọn họ những tông môn này lớn nhất đệ tử tinh nhuệ đều không xuất thủ cho nên vô cùng chờ mong có thể cùng nhất nhị lưu tông môn đệ tử trình diễn long hổ tranh bá thì liền trải qua mưa to gió lớn dạ tinh thần cũng vô cùng chờ mong hà vô địch tỉnh táo nhất bởi vì đến từ thượng giới hắn, đối hạ giới loại tỷ đấu này không có chút nào hứng thú. Nửa tháng sau, một đoàn người tiến vào trung tôn châu bên trong, hô, đứng ở bãi cỏ bên trong, tô tiểu mạc thở một hơi thật dài, hoảng sợ nói, tông chủ, nơi này thiên địa thuộc tính thật là nồng nặc a, nơi này có rất nhiều linh khí khôi phục mảnh đất, cường độ linh khí xa cao hơn nhiều châu khác. Lý Thanh Dương nói, quân thường tiếu nâng cầm lên, thầm nghĩ, nếu như tông môn xây dựng ở trung tôn châu, có cường thế như vậy linh khí, đệ tử tốc độ tăng lên chỉ sẽ nhanh hơn. Hệ thống nói, ký chủ tính toán di chuyển tông môn, không có. Quân thường tiếu nói, thiết cốt sơn cũng là linh khí khôi phục mảnh đất, tại linh khí trình độ phía trên cũng không kém hơn trung tôn châu, hắn chắc chắn sẽ không tốn công tốn sức di chuyển. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy, hết lần này tới lần khác, chúng ta quân tông chủ thì yêu mến thanh dương quận, liền định ở nơi đó lâu dài phát triển, huống chi. Hắn còn có một cái rất giả tâm lớn, đem tông môn chỗ khu vực chế tạo thành trung tâm đại lục, chế tạo trưởng thành người hướng tới võ đạo thánh địa. Năm đó tại Hắc Phong trại, Quân Thường Tiếu từng nói qua, đi thích ứng không phải ta tính cách, ta sẽ để tin Vẫn Đại Lục đến thích ứng ta. Thế nhân hiện tại coi là trong đại lục là Trung Tôn Châu, tương lai ta sẽ làm mới định nghĩa, Tây Nam Dương Châu Thanh Dương quận Thiết Cốt Sơn bản số phòng 001 mới thật sự là trong đại lục, càng đi Trung Tôn Châu bên trong bước đi cường độ linh khí duy trì đề bạc cái này không chỉ có để lý thanh dương bọn người càng nhiệt huyết sôi trào lên nơi đây linh lực càng dồi dào càng có thế uẩn dục ra thực lực mạnh mẽ thiên tài có thế cùng bọn hắn giao thủ khẳng định thoải mái rất nhanh mọi người tại trên đường đi lần lượt nhìn thấy linh tán võ tu theo ăn mặc đến xem hẳn là trung tôn châu người địa phương thấu phát khí thế rất không tệ cơ hồ rất khó nhìn thấy vũ đồ tầng thứ a à, có người cũng nhìn thấy quân thường tiếu bọn người thấp giọng nói những người này mặc lấy yêu diễm, hẳn là không phải trung tôn châu thế lực, long hổ tranh bá sắp bắt đầu, có thể là châu khác tông môn đi, mặc như thế lòe loẹt, còn không phải tới làm pháo hôi. Trung tôn châu võ giả cảm giác ưu việt khẳng định cao hơn châu khác, huống chi kỳ trước long hổ tranh bá, bản châu tông môn đoạt được vô địch số lần nhiều nhất, tự nhiên là càng có ưu việt tư bản, quân thường tiếu không để ý bọn họ, lấy ra địa đồ nhìn về phía tiêu ký địa điểm tốt, nỉ non nói, lại đi một ngày hẳn là có thể đến mục đích, đạp đạp đạp, đột nhiên, đằng sau thân thể tiếng vó ngựa, người trước mặt tránh hết ra. Bá đạo thanh âm truyền tới, cái kia là một đám mấy chục nhân mã đội, chính từ phía sau phi nhanh mà đi, quanh thân thấu phát vên váo hung hăng thanh thế, quân thường tiếu nhíu mày, quan lộ rộng như vậy, trở thành tránh ra sao, mà lại, từ đối phương vọt tới trận thế nhìn, nếu như không tránh ra thì sẽ đụng vào, đường ngàn vạn đầu, an toàn để nhất đầu, chạy không quy tắc thân nhân nước mắt hai hàng giao thông khẩu hiệu bọn họ không biết không biết có thể ngày hôm nay báo cho tội kỹ quân thường tiếu âm thanh lạnh lùng nói hệ thống sụp đổ nói mới tới trung tôn châu thì gây chuyện đạp tiêu tội kỹ đột nhiên ngừng chân cẩn trọng thổ hệ linh năng bạo phát đột nhiên xoay người huy động cánh tay phải hướng phía sau đảo qua đi vù vù thổ hệ linh năng lôi kéo ánh sáng phản phất hóa thành một cái tráng kiện đại thụ không tốt vọt tới võ giả sắc mặt đột nhiên đại biến, oanh, oanh, mấy chục con bay nhanh đến thất ngựa bị quét bay ra ngoài, cưỡi ở phía trên võ giả, dẫm lên thân pháp chật vật rơi trên mặt đất, đi ở trước nhất võ giả quay đầu, vừa vặn mắt thấy tiêu tội kỹ chỉ dựa vào lực lượng một người, liền đem toàn bộ đội kỵ mã quét bay hình ảnh, trong nháy mắt trợn trừng trong mắt, cái này tuổi tác không lớn gia hỏa, thực lực khẳng định không tầm thường, là kim lăng quận người tào gia, có trò vui nhìn. Thấy rõ đám kia lão đảo rơi xuống đất võ giả, người qua đường nhao nhao thấp giọng nghị luận lên, Kim Lăng quận là trung tôn châu 13 quận một trong, Tào gia thì là quận bên trong số một số hai đại gia tộc, chỉnh thể thực lực không kém hơn Tam Tứ Lưu tông môn, ngoại lai tông môn cũng dám chủ động công kích bọn họ, tuyệt đối tìm đường chết. Mẹ, cái kia lúc trước nói nhảm bá đạo nam, ánh mắt lấp lóe lửa giận, nói, ăn tim gấu gan báo, dám cản chúng ta Tào gia đường, xoát Cô Tiểu mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, chân phải gánh trực tiếp đánh vào trên mặt hắn, đem đạp bay mấy chục trượng. Phiêu nhiên sau khi hạ xuống, rết căm căm nói, miệng đặt sạch sẽ điểm, muốn chết, khen. Khen. Khen, mười mấy tên tàu gia võ giả phẫn nộ tế ra binh khí, một giây sau dừng lại tại chỗ, bởi vì, Lý Thanh Dương cùng Lý Phi đám người đã cận thân, lợi kiếm trong tay cái tại bọn họ trên cổ, không hề nghi ngờ, động một cái đầu liền phải dọn nhà bị tô tiểu mặt đá bay ra ngoài tên kia bá đạo võ giả, thống khổ đứng lên, bụng mặt cả giận nói, ngươi các ngươi là ai? Chương 698, một phương thủy thổ dưỡng một phương người. Trung tôn châu đường đến có rất nhiều, quân thường tiếu mang đệ tử đi đầu này vừa tốt thông hướng Kim Lăng quận. Kim Lăng quận bên trong uy vọng nhất tào gia, mỗi lần từ con đường này đi tới, tất nhiên uy phong tám phía, không thể ngăn cản. Ngươi ở nơi này biết rõ tác phong của gia tộc này, khẳng định trước tiên nhường đường nhưng là, ngày hôm nay bọn họ ăn quả đắng, bởi vì gặp được quân thường tiếu, gặp được vạn cổ tông, những con hàng đầu sắc này mới sẽ không bận tâm đối phương thân phận gì, chỉ cần dám siêu tốc chạy xông lại, phải thu thập một hồi, sinh tử coi nhẹ, không phục thì chiến, là một tên người trong giang hồ phải có cơ bản tố chất, ngươi các ngươi là ai, tùy tiện ngăn lại đường đi, xông đến trước người đem chính mình đá bay, tên kia tào gia bá đạo võ giả rốt cục ý thức đến có chút cứng ngắc, tiểu mạc. Quân thường tiếu nói, nói cho hắn biết, đúng, tô tiểu mạc hất lên tóc đen, ngạo nghễ nói, nghe kỹ, chúng ta là vạn cổ tông đệ tử, vị này là chúng ta khí vũ hiên ngang, thần vũ bất phàm tông chủ, vạn cổ tông, đường người sắc mặt biến hóa, hiển nhiên, nghe nói qua cái này từ ở Tây Nam Dương Châu mới xuất hiện tông môn. Vạn Cổ Tông là thời kỳ mới nhất quần hùng tranh giành bản bài danh thứ 100 danh tông môn, khó trách sẽ như thế mạnh, tạo gia chọc phiền phức, mọi người thấp giọng nghị luận. Trung tôn châu khu vực võ giả đều nghe nói qua vạn cổ tông. Cũng biết cái này tông môn vô cùng táo bạo. Một lời không hợp liền đi tấn công thế lực khác. Tỉ như mấy cái tà phái. Tỉ như đông bắc lô châu cực hàng cung. Tại trong ấn tượng của thế nhân, vạn cổ tông cũng là một cái mới ra đời người trẻ tuổi. Không sợ trời không sợ đất. Vô cùng có thế gây chuyện. Vô cùng biết gây chuyện. Tào gia bá đạo võ giả cái tráng dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng đã được nghe nói vạn cổ tông cũng biết cái này tông môn vô cùng táo bạo thậm chí dám đi khiêu chiến bách hợp thánh tông quân tông chủ này bá đạo võ giả trên mặt tức giận tiêu tán chắp tay nói có nhiều đắc tội xin hãy tha lỗi dù là bị đánh bay ra ngoài dù là biết cản đường đám người này thực lực rất mạnh hắn vẫn bảo trì tràn đầy lửa giận nhưng biết được đối phương là vạn cổ tông người lập tức liền nhận sợ không nhận sợ không được cái này muốn thật đắc tội với hắn mang đệ tử đi gia tộc khiêu chiến sự việc coi như lớn Tào gia mặc dù có thể so với tam tứ lưu tông môn, nhưng chung quy chính là một cái gia tộc, cùng chân chính tam tứ lưu tông môn so ra còn có chênh lệch rất lớn, bách hợp thánh tông đều chịu không nổi, một cái gia tộc lại có thể gánh vác được. Quân thường tiếu lắc đầu, nói, siêu tốc đi đường rất nguy hiểm, nếu như đụng vào tiểu bằng hữu làm sao bây giờ? Coi như không đụng đến tiểu bằng hữu, đụng vào hoa hoa cỏ cỏ cũng không tốt nha. Cái kia Tào gia võ giả khóe miệng hơi rút, gấp vội vàng gật đầu nói, quân tông chủ nói có đạo lý ta chờ sau này tất nhiên sẽ thả chậm tốc độ cẩn thận từng ly từng tí đi đường quân thường tiếu rất hài lòng loại này nhận lầm thái độ cho nên liền phất phất tay xoát xoát lý thanh dương bọn người thu kiếm vào võ bị khống chế mười mấy tên tàu gia võ giả nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm chúng ta đi quân thường tiếu mang đệ tử tiếp tục đi đường chờ bọn hắn sau khi rời đi những người đi đường lần nữa nghị luận lên mười mấy tên tàu gia võ giả thực lực đều tại điên phong vũ sư tầng thứ, trong khoảnh khắc thì bị chế phục, cái này vạn cổ tông đệ tử thực lực phi thường cường hãng A, nói nhảm, người ta nhưng là tại bách hợp thánh tông khiêu chiến qua đông hạo châu các đại tông môn, đừng nói võ tông, thì liền vũ vương đều thắng không, có thể xếp vào quần hùng tranh giành bản 100 người đứng đầu tông môn, quả nhiên không tầm thường A, theo ta thấy, giới này long hổ tranh bá, vạn cổ tông có ngựa đen chi tư, tào gia võ giả đem thất ngựa đỡ dậy, xám xịt đường vòng tiến về kim lăng quận còn cơn giận này không thể nuốt cũng phải nuốt như thế đầy đủ nói rõ lấy vạn cổ tông hiện tại danh vọng dù là tại trung tôn châu cũng không phải là người nào cũng dám đi trêu chọc hắc sơn nhai ở vào trung tôn châu phía nam quân thường tiếu tham gia long hổ tranh bá khẳng định không tiện đường nhưng khoảng cách trận đấu còn sớm cho nên cố ý mang đệ tử tiến về không có việc gì thì đi ra xuất sắc tồn tại ám tông thế lực để hắn vô cùng khó chịu chỉ cần có bất kỳ dấu vết để lại, thì nhất định phải nhanh điều tra ra được. Oanh, oanh, nhưng, đi tới một mảnh sơn lâm, ẩn ẩn nghe đến tiếng giao thủ, đó là hai nhóm người đang đánh nhau, lẫn nhau tu vi đều tại võ tông tầng thứ, đánh sinh động như thật, quân thường tiếu không thèm đế ý, mang đệ tử lách qua, kết quả đi ra cái kia rậm rạp sơn lâm, lần lượt gặp được rất nhiều võ giả đang sống mái với nhau, lý do đơn giản là ngươi cướp ta chí bảo, hắn đoạt hắn tinh hạch, thậm chí còn có nguyên nhân là đoạt người đó người kia nữ nhân đấu, Trung Công Châu võ giả cũng rất táo bạo. Quân Thường Tiếu lắc đầu nói, chỉ nếu không có ai trêu chọc chính mình, hắn sẽ không đi tham gia cùng người khác ẩu đã ẩu đã, cho nên một đường đi tới Bình An Vô Sự, trống, đi tới một mảnh khác sơn lâm, một đầu thể trạng to lớn linh thú lao ra, ánh mắt thấu phát âm u ánh sáng, muốn chết. Quân Thường Tiếu thản nhiên nói, xoát. xoát. xoát hai bên người bay ra mấy đạo bóng người, chợt thi triển ra rực rỡ màu sắc vũ kỹ, đem đầu kia có thể so vũ vương linh thú trực tiếp banh sát, chư vị, cầm đầu tên kia áo trắng nam tử thu kiếm vào vỏ, ông tồn lễ độ nói, các ngươi an toàn, vạn cổ tông đệ tử, quân thường tiếu nói, nhận được xuất thủ cứu giúp, áo trắng nam tử cười nói, mảnh rừng núi này linh thú rất nhiều, các ngươi nếu như là xuất hành mà nói, tốt nhất xuôi theo đường đến đi, như thế sẽ rất an toàn, đa tạ. Quân Thường Tiếu nói: "Chúng ta đi." Áo trắng nam tử phất phất tay, mang theo thân xuyên thống nhất trang phục mấy tên võ giả biến mất tại giữa rừng núi. Tông chủ Lý Thanh Dương nói: "Những người này thực lực không tệ, bọn họ chỉ là đỉnh phong võ tông tầng thứ, mấy người hợp lực phía dưới, liền tùy tiện chém giết một đầu linh thú, hẳn là một tông môn đệ tử." Quân Thường Tiếu nói, Tô Tiểu mặt ánh mắt nóng trực nói: "Càng ngày càng chờ mong long hổ tranh bá, đi." quân thường tiếu mang đệ tử tiếp tục tiến lên trải qua sau chuyện này để hắn cố ý lựa chọn hoang sơn giả lĩnh mà đi càng là trải rộng hung thú khu vực càng có võ giả lịch luyện cũng có thể mượn cơ hội khảo sát một chút trung tôn châu võ giả chỉnh thể thực lực không có để quân tông chủ thất vọng tiến về hắc sơn nhai trên đường gặp nhau gặp được không ít trung tôn châu võ giả có lựa chọn đơn độc tu luyện tán tu cũng có có đôi có cặp tông môn đệ tử thực lực bọn hắn chưa hẳn cao hơn vạn cổ tông đệ tử nhưng tu luyện vũ kỹ cũng không tệ, mà lại phối hợp thêm cũng vô cùng ăn ý. Một chút đẳng cấp cao hung thú đặt ở châu khác, khả năng cần xuất động hơn 10 người mới có thể đánh giết. Tại trung tôn châu võ giả trước mặt vẻn vẹn mấy người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, nói ngắn gọn. Trung tôn châu võ giả tại tư chất cùng trên thực lực so với hắn quận châu cùng cấp bậc mạnh hơn không ít. Một phương thủy thổ dưỡng một phương người, linh khí dồi dào mảnh đất, dưỡng đi ra võ giả, cũng là so bên ngoài ngư bức trung tôn châu võ giả thực lực càng mạnh lý thanh dương cùng tiêu tội kỹ bọn người thì càng phấn khởi bởi vì vạn cổ tông đến nay bọn họ thì nghiêm trọng thiếu khuyết có thế thống thống khoái khoái đánh một trận đối thủ tông chủ tô tiểu mạc nói ta cảm giác huyết dịch đang thiêu đốt đúng vậy a à. lý phi nắm quyền đầu nói ta hiện tại hận không thể ngay lập tức đi tìm trung tôn châu võ giả thật tốt đánh một trận đừng nóng vội quân thường tiếu nói chờ long hổ tranh bá bắt đầu đó mới là các ngươi biểu diễn sân khấu, đạp, đạp, đột nhiên, mặt đất chấn động, mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy sâu trong rừng, một tên thô cùng nam tử bờ vai cổng một cái như đại sơn linh thú đi tới, mỗi bước đặt chân đều sẽ lõm dấu chân, chư vị, người kia có chút lúng túng nói, xin hỏi long hổ tranh bá hội trường tại phương hướng nào, nhìn lấy, tên này là lạc đường, quân thường tiếu chỉ lấy hướng tây, nói, dọc theo cái phương hướng này đi thẳng, liền có thể đến Long Hổ tranh bá tổ chức thành trì, đa tạ, thô cùng nam tử cổng linh thú tiếp tục tiến lên, bất quá, ánh mắt lại hữu ý vô ý cùng tiêu tội kỹ đối đầu, ngắn ngủi về sau lại phân ra, tiêu sư đệ, Lý Thanh Dương truyền âm nói, tên này thân thể rất mạnh, từng, tiêu tội kỹ thủy chung nhìn lấy một bước kia bước mà đi thô cùng nam tử, thầm nghĩ, hắn hẳn là cũng sẽ tham gia Long Hổ tranh bá đi, chương 699, Hắc Sơn Nhai. Trung Tôn Châu phía Nam, có một chỗ sườn núi dốc nghiêng và dài, bởi vì mặt ngoài hiện lên màu đen, lại là không có một ngọn cỏ, vì vậy bị trở thành hắc sơn nhai. Hắc sơn nhai không có chỗ đặc biệt gì, có thể nói bình thản không có gì lạ. Cho đến vạn năm trước, ma đế đem người ở chỗ này cùng chính phái cường giả mở ra kịch chiến mà nổi danh trên đời. Cho đến ngày nay, mỗi ngày đều sẽ có số lớn võ giả đến hắc sơn nhai, dựa vào não động vô hạn tưởng tượng, năm đó khoáng cổ tuyệt kim chính ma chi chiến đáng tiếc không có sinh tại thời đại kia nếu không chắc chắn sẽ cùng ma nghiệt chém giết cái long trời lỡ đất năm đó trận chiến kia ta chính phái cường giả vẫn lạc không ít chỉ là cũng may thời khắc sống còn vẫn là đem ma đầu kia giết chết hai tên võ giả thủ tại hắc sơn nhai phía trên giao lưu trong ngôn ngữ bộc lộ ra đối tiền bối kính để cùng nhớ lại tông chủ đột nhiên đằng sau vang lên thanh âm nói nơi này chính là hắc sơn nhai sao giống như cũng không có chỗ đặc biệt gì a à. hai người nghe tiếng quay đầu nhìn lại, hơn 20 người trên người mặc diễm lệ trang phục võ giả, chẳng biết lúc nào đi tới, người cầm đầu một bộ áo trắng, nhìn qua ước chừng chừng 20, tản ra một cổ nhàn nhạc, nhạc bá vương khí tức, người nào, quân thường tiếu, đừng nhìn con hàng này ngày bình thường cười toe toét không có nghiêm túc, dù sao làm tông chủ có mấy năm, cấp trên khí tức cũng đã dần dần hiển lộ ra, Lý Thanh Dương nói, hắc sơn nhai vốn là phổ thông, bởi vì chính ma chi chiến mới được thế nhân biết đến. Đối với chuyện vạn năm trước, hắn ít nhiều có chút hiểu biết. Tô Tiểu Mạc dò hỏi, nhị sư huynh, nghe nói năm đó ma đế từng ở chỗ này, lấy lực lượng một người chống lại mười mấy tên cường giả, đánh thật lâu đều không phân ra thắng bại, không tệ. Lý Thanh Dương nói, Tô Tiểu Mạc nói, ma đế thật mạnh, hai tên võ giả nghe vậy, mi đầu nhất thời nhăn lại tới, ma đế là công nhận đại ma đầu, tên này cũng dám tán dương. Tô Tiểu Mạc đứng ở chỗ cao nhất, thả mắt thấy tráng lệ phong cảnh, cảm khái nói, đáng tiếc không có sinh tại thời đại kia, không phải vậy nhất định phải thấy ma đế phong tư, vị tiểu hữu này, nơi xa một tên võ giả nhịn không được, âm thanh lạnh lùng nói, ma đế năm đó làm hại đại lục, quả thật đạo trời không tha, thân là đại lục người chắc là phỉ nhổ, mà không phải ca ngợi, đến hắc sơn nhai võ giả chính là nhớ lại đã từng chiến tử chính phái tiền bối, bây giờ có người thưởng thức giả đế, khẳng định nhìn không được, cắt, tô tiểu mạc biểu môi quân thường tiếu không có đi cãi nhau với mấy tên võ giả, đi tại trơn nhẵn mặt đất, dưới linh niệm phóng thích đem trọn cái hắc sơn nhai bao phủ. Hắc Long Tà Tông đời thứ nhất công chủ bản chép tay phía trên viết rất rõ, thị huyết đại pháp là trong hắc sơn nhai sơn động phát hiện, nhưng là nơi này cũng không có sơn động đâu. Từng, đột nhiên, linh niệm trong quá trình kéo dài cùng một loại nào đó kết giới đụng vào, có trận pháp, quân thường tiếu tập trung tinh lực, bắt đầu thẩm thấu ngăn trở mình linh niệm kéo dài kết giới có lẽ trận pháp thời gian tồn tại đầy đủ lâu đã mất đi phòng ngự công hiệu chỉ chốc lát liền bị hắn phá mất kết giới ngăn cách mặt khác là sơn động nhưng bên trong cái gì cũng không có bất quá khu vực trung ương trên bệ đá một mảnh hình vuông khu vực bao trùm bụi đất rõ ràng muốn so chung quanh đơn bạc không ít cái này đã nói lên nơi đây chắc là từng đặt qua vật gì đó về sau bị người khác lấy đi quân thường tiếu suy đoán nói có phải hay không là hắc long tà tông tông chủ phát hiện sơn động trên bệ đá sắp xếp thị huyết đại pháp, có khả năng. Hệ thống nói, Quân Thường Tiếu tiếp tục quan sát, không có cái gì thu hoạch sau liền thu hồi linh niệm, đến Hắc Sơn Nhai cũng là tìm kiếm sơn động, nhìn có thể hay không từ đó lại tìm đến chút dấu vết, kết quả để hắn rất thất vọng. Ai? Quân Thường Tiếu thở dài, nói, lại không manh mối, ừm, đột nhiên, dưới linh niệm phóng thích, lại đụng phải một chỗ trận pháp hàng rào, sau đó kinh ngạc nói, nơi này chẳng lẽ không chỉ một sơn động? tiếp tục phá giải, vù vù, linh niệm phóng thích, lần nữa thẩm thấu, ông, chỉ trong một lát công phu, cái thứ hai trận pháp hàng rào bị công phá, bên trong đồng dạng tồn tại một cái tiểu hình sơn động, đồng dạng có một cái cầu thang đá, trên bệ đá, sắp xếp sơn cái hộp đen, theo điêu khắc hoa văn đến xem, nên có điểm lịch sử giá trị, xoát, quân thường tiếu thả người nhảy một cái, bay thẳng đến sườn núi rơi xuống, cái này thình lình cử chỉ, để đến đây cúng bái tiền bối các lộ võ giả nhau nhau ngạc nhiên, nghĩ như thế nào không ra, đột nhiên thì nhảy núi, Lý Thanh Dương cùng tiêu tội kỹ bọn người còn không có để ở trong lòng, dù sao tông chủ thực lực cường hãn coi như thật té xuống, cũng khẳng định té không chết, đạp, đáy vực, quân thường tiếu bình ổn rơi xuống đất, sau đó hướng cái thứ hai sơn động bước đi, rất nhanh dung nhập bên trong ngừng tại đài đá trước. Giờ phút này hắn đại khái có thế đoán ra, lúc trước bên trong hang núi kia, khẳng định cũng có dạng này hộp, chính là bị người khác lấy đi, mà lại có thể là hát long tà tông tông chủ, xoát, quân thường tiếu vung tay lên, đem hộp đẩy ra, vù vù, đột nhiên ở giữa, một cổ hơi có vẻ mờ nhạt màu đen thuộc tính theo trong hộp tuôn ra, sau đó tiêu tán tại giữa không trung, không có nguy hiểm, quân thường tiếu trầm tĩnh lại, tràn ngập quanh thân khải giáp tự động giải trừ, mở ra cái hộp đen bên trong, đặt một quyển sách, phía trên viết có thông ma kinh ba chữ to, tâm pháp, quân thường tiếu vất tay đem bí tịch lấy tới, bên trong kẹp lấy một trương có vẻ là còn mới trang giấy. Phía trên viết có lít nha lít nhíp chữ nhỏ, nội dung vì ma đế tông phân liệt, một đám vi phạm ma đế di ngôn phản đồ, muốn cướp đoạt ta chỗ thủ hộ thông ma kinh, cho nên cho nên tại hắc sơn nhai bố trí xuống đại trận, đem ma đế võ học cất giữ ở nơi này, chữ viết lộn xộn, quân thường tiếu phán đoán, lưu chữ người hẳn là vội vàng mà viết, phản đồ, lại là tách ra đi ma môn dư nghiệt, quân thường tiếu lại nhìn xem thông ma kinh, nỉ non nói, cái này tâm pháp là ma đế võ học làm vạn năm trước dám cùng toàn bộ đại lục là địch bá chủ tu luyện võ học khẳng định không thể coi thường chính mình thì như vậy mà đơn giản đạt được đây cũng quá trò đùa đi không đúng không đúng quân thường tiếu nói trận pháp hàng rào bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện phát hiện làm thế nào có thể chờ tới bây giờ mới bị ta tìm tới đến hoạt động ra tách ra đi ma môn dư nghiệp ngoài ý muốn thu hoạch được ma đế tu luyện thông ma kinh lại bởi vì quá mức đơn giản ngược lại để quân tông chủ đem lòng sinh nghi huống chi hắc long tà tông tông chủ rõ ràng cũng tìm tới qua sơn động hắn vì cái gì không có phát hiện nơi này chỉ đem đi thị huyết đại pháp càng nghĩ càng cảm thấy loạn quân thường tiếu lắc đầu đem thông ma kinh ném vào không gian giới chỉ sau đó liền đi ra đi linh niệm lần nữa phóng thích mà ra đem hắc sơn nhai trong trong ngoài ngoài thăm dò một lần không có phát hiện trận pháp khác đành phải trở về trên sườn núi cùng đệ tử tụ hợp thanh dương Quân thường tiếu truyền âm nói, dưới vách có trận pháp, ngươi phát hiện không? Trận pháp, Lý Thanh Dương một mặt mờ mịt nói, không có nha, không có. Quân thường tiếu cũng ngạc nhiên, hắn cũng không có phá hư tồn tại trận pháp, bây giờ vẫn tồn tại cùng vận chuyển, chỉ cần linh niệm phóng thích liền có thể chạm đến, làm sao lại không có phát hiện, đâu chỉ Lý Thanh Dương. Ở hiện trường vạn cổ tông đệ tử nhau nhau phóng thích linh niệm, kết quả cái gì cũng không có bắt được. Quân thường tiếu nâng cầm lên nói, tồn tại ở Hắc Sơn Nhai trận pháp, chẳng lẽ chỉ có chính mình mới có thế phát hiện? Chương 700, Long hổ tranh bá nơi tổ chức. Quân thường tiếu đến Hắc Sơn Nhai, tuy nhiên tìm tới một bản thông ma kinh, nhưng cũng không tìm được có quan hệ đám kia ma môn dư nghiệp tin tức, cho nên đành phải mang đệ tử rời đi. Trên đường, Thủy Chung cân nhắc, tồn tại dưới vách trận pháp là sao chỉ có chính mình mới có thế phát hiện, vẫn là nói, người bố trí trận pháp thiết trí cấm chế, phổ thông võ giả không cách nào nhìn trộm. Nếu như vậy lời nói, Hắc Long Tà Tông Tông Chủ lại thế nào phát hiện tồn tại ở dưới vách trận pháp? Hệ thống nói, có lẽ người khác cũng có cơ duyên đâu, cũng thế. Quân thường tiếu tiêu tan, đám kia mưu phản ma đế tông ma môn dư nghiệp, cùng mang mặt nạ ám tông thế lực đến cùng có liên lạc hay không? Nếu có liên hệ, là sao nhiều lần tìm chính mình phiền phức? Hệ thống nói, có thể hay không, bọn họ đã phát hiện diêu mộng ánh nắm giữ tiên thiên ma thể, cho nên cố ý tại nhằm vào ký chủ. Quân thường tiếu vỗ óc một cái nói, rất có thể, suy nghĩ kỹ một chút, dư mộng oánh giác tỉnh tiên thiên ma thể về sau, cái này ám tông thế lực thì xuất hiện. Ai? Quân thường tiếu cao mày nói, một ngày tìm không ra ám tông thế lực đến cùng người nào, liền cảm thấy lấy không thoải mái. Hệ thống nói, nếu như bọn họ thật vì dư mộng oánh mà đến, khẳng định còn sẽ còn có hành động, ký chủ rất cần lo nghĩ. Quân thường tiếu nói, ta thì sợ bọn họ dở trò, thương tổn đệ tử ta. Nếu như nhắm vào mình, khẳng định không thèm để ý, nhưng là, tông môn nhiều đệ tử như vậy, nếu như đối phương tiếp tục chơi thủ đoạn đến âm, sớm muộn sẽ ra sự tình, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu có lựa chọn, quân tông chủ tình nguyện đi cùng thí thần điện, thông ma điện loại này Tam Lưu Tà tông đường đường chính chính đánh một trận, cũng không nghĩ đi đối mặt đám kia ám tông thế lực, tông chủ, Tô Tiểu Mạc nói, chúng ta muốn đi Long Hổ tranh bá nơi tổ chức sao? Từng, quá tốt vạn cổ tông đệ tử nhất thời kích động lên, từ khi tiến vào trung tôn châu, cảm nhận được cái kia linh khí nồng nặc cùng các lộ võ giả, bọn họ tâm liền đã đặt ở long hổ tranh bá bên trên, đại tôn hoàng thành, phồn hoa nhất vô cùng tôn quý thành trì, mỗi cái châu đều có vương thành, thân là trong đại lục trung tôn châu tự nhiên cũng có càng cao tầng thứ hoàng thành, giới này long hổ tranh bá, liền tại đại tôn hoàng thành cử hành, tương truyền, thành trì bắt đầu xây dựng vào thượng cổ thời đại, có lịch sử lâu dài gần với sự phát triển của đại lục. Quân Thường Tiếu không có ở Hắc Sơn Nhai tìm tới mình muốn manh mối, liền dẫn đệ tử tới nơi này, hoàn thành đề phòng xâm nghiêm, muốn đi vào, cần cung cấp thân phận chứng minh, ngươi là vạn cổ tông tông chủ. Tướng quân giữ cửa cầm thân phận văn thư, nhìn kỹ một chút quân Thường Tiếu, không tệ, quân Thường Tiếu tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm, chẳng lẽ lại tại đây hoàn thành cũng có người giả mạo chính mình, nói đến giả mạo, không thể không nói đến triệu đậu đậu, cái này từ nhỏ đã đi lừa gạt gia hỏa, thủy chung bị giam tại trong tông môn, các đệ tử không có việc gì liền lấy hắn luyện bóng, cực hàng cung thái trưởng lão tuy nhiên bi thảm, chí ít còn có thể tính toán cái lão tăng quét rác, triệu đậu đậu cũng là một cái để người khác trút giận, ai bảo hắn giả mạo người nào không tốt, hết lần này tới lần khác giả mạo quân thường tiếu, còn bị bắt quả tan tại hiện trường, đi vào đi, tướng quân giữ cửa phất phất tay nói, Đạt được thông hành về sau, quân thường tiếu mang đệ tử dọc theo cổng thành tiến vào đại tôn hoàng thành, bất quá, chính đang lục tục xếp hàng tiến vào võ giả, ánh mắt còn nổi lên kinh ngạc, không nghĩ tới, bọn này ăn mặc quá dị võ giả, lại là vạn cổ tông đệ tử, mà cái kia cầm đầu người trẻ tuổi lại là quân thường tiếu, dọc theo cổng thành cửa đường hầm đi vào, bày biện ra đường đi rộng rãi phi thường, cái kia làm nền bàn đá mặc dù trông có vẻ già cũ, lại thấu phát một cổ đến từ thần bí phía đông lực lượng nội tình, đạp, quân thường tiếu dẫm ở trên tâm cảnh phản phất nhận cảm nhiễm cả người nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ loại cảm giác này lý thanh dương mấy người cũng có bọn họ ngơ ngác mà đứng trước mắt thoảng qua một vài bức hình ảnh phản phất cổ lão thành trì đang vì mình kể ra đã từng chuyện cũ những người này hẳn là lần đầu tới đến hoàng thành trên đường phố người qua đường nhao nhao nhìn lấy khóe miệng dơ lên ý cười đại tôn hoàng thành làm tin vẫn đại lục cổ xưa nhất thành trì một trong bình thường lần đầu tiến vào người đều phải tiếp nhận lịch sử nội tình tẩy lễ, nói trắng ra, thì là một loại quấy nhiễu tư duy khí tràng, để kẻ ngoại lai bản năng đối thành trì sinh sinh kính sợ, loại này khí tràng, có thể bơ cảnh giới tu vi, vô lượng vũ vương, vẫn là vũ hoàng, chỉ cần đi vào đại tôn hoàng thành đều sẽ bị lộng hành quấy rối, sau đó ngay người tại nguyên chỗ, cho đến trong lòng dân lên kính sợ mới có thể khôi phục lại, chúng ta đi, quân thường tiếu ánh mắt khôi phục hào quang, đứng dậy mà đi chúng đệ tử theo trong lúc miên mang suy nghĩ lấy lại tinh thần đi theo tại tông chủ đằng sau nội thành võ giả nhao nhao mắt trợn tròn ngắn mũi dừng lại liền khôi phục bình thường tốc độ này cũng quá nhanh a à. vẫn là nói bọn họ đã đối hoàn thành tâm sinh kính sợ quân tông chủ cùng các đệ tử trừ kinh ngạc tại hoàn thành phồn hoa căn bản không có dâng lên mảy may kính sợ còn là sao nhanh như vậy khôi phục cũng là bởi vì khí tràng không cách nào đối bọn hắn tạo thành thời gian dài quấy nhiễu đại tôn hoàn thành là thật siêu cấp lớn, chỉ cần một phiến khu, thì có vài chục con đường, mà lại mỗi con phố lên đều là người đến người đi vô cùng náo nhiệt, khoảng cách Long Hổ tranh bá còn một tháng nữa, quân thường tiếu đã tới trước, khẳng định phải tìm khách sạn ở lại, tông chủ, trên đường, Lý Thanh Dương nói, phía trước có một nhà đường ký tiệm đang dược, ồ, quân thường tiếu ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ở vào đường đi phồng hoa nhất khu vực đường ký đang dược điểm, nơi cửa, hội tụ không ít võ giả đều đang đợi lấy tranh mua tụ khí đang làm ăn khá khẩm nha tô tiểu mạc cười nói tông chủ chúng ta nếu không tiến đi xem một cái trước tìm khách sạn ở lại lại nói quân thường tiếu vừa mới chuẩn bị cất bước một tên mặt người hầu trang phục nam tử đi qua chắp tay nói quân tông chủ công tử nhà ta đã an bài tốt chỗ ở mời theo ta tiến về công tử nhà ngươi là người kia đè ép thanh âm nói đường gia nhị công tử chật chật cái này hợp tác đồng bọn tin tức vẫn rất linh thông chính mình vừa mới tiến đến thì sai người đến an bài mời quân thường tiếu nói tại người hầu chỉ huy được đi tới mấy con đường đứng ở một chỗ rất hào hoa phủ đệ vừa đi vào đường nhân theo đại sảnh đi tới chắp tay cười nói quân tông chủ ngươi đã tới a à, đường công tử quân thường tiếu nói ngươi lời mời này có chút lén lút nha đường nhân nói quân tông chủ không thích khoa trương cho nên đường mổ cũng không dám giống trống khua chiên hoa nên có quan hệ vạn cổ tông tới tham gia long hổ tranh bá sự việc hắn đã sớm biết được càng đối phương vừa rời đi tông môn không còn bao lâu thì đến thì nhận được tin tức đường gia ngay tại đại tôn hoàng thành đường nhân tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị nhưng nghĩ tới chính mình cùng quân tông chủ làm ăn không cho phép bị người khác biết cho nên quyết định hết thảy giảng lược không phải vậy đã sớm ở cửa thành nhiệt tình nên đón loại này vụn trộn phái người mời mình hoan nghênh phương thức để quân thường tiếu rất hài lòng bởi vì hắn tôn chỉ cũng là điều thấp hành động quân tông chủ, đường nhân nói phủ đệ là đường mổ hoàn cảnh tuy nhiên kém chút nhưng sau khách sạn sạch sẽ nếu như không chê lời nói có thể để quý tông đệ tử trước ở chỗ này vậy liền quấy rầy quân thường tiếu nói vốn là định ở khách sạn đường công tử đã miễn phí cung cấp chỗ ở vẫn là lớn như vậy tòa nhà vậy khẳng định phải đồng ý tiện nghi không chiếm, đạo trời khó tha thứ